Thu Hà xin mến chào các bạn khán thính giả đến với kênh Audio Chuyện Hay. Các bạn thân mến, nhân vật chính trong câu chuyện hôm nay có một anh chồng đẹp trai, ga lăng cao to 1m8, là gu của biết bao nhiêu chị em. Nhưng đủ một cái cô phát hiện chồng mình ngoại tình, mà người tình của chồng cô lại là đàn ông. Cô ấy sẽ xử lý thế nào và cái kết ra sao? Với những tình tiết lý thú và bất ngờ, đây sẽ là một câu chuyện đời thú vị mà các bạn không nên bỏ qua. Vậy câu chuyện diễn biến thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ngay sau đấy nhé! Và sau khi thưởng thức xong câu chuyện, quý vị và các bạn đừng quên like, chia sẻ, bình luận bên dưới và đăng ký kênh nhé! Câu chuyện sau đây xin phép được bắt đầu. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ! Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt tiêm chủng COVID-19. Sau mấy ngày làm việc cật lực đến 8 giờ tối, thì cuối cùng cũng đến ngày được ngủ ngon. Hân về nhà tắm rửa ăn uống xong cũng gần 10 giờ đêm nên leo lên giường đi ngủ. Phần vì mệt, phần vì đã muộn nên cũng không gọi cho chồng nữa. Mấy hôm sau được nghỉ trực ở nhà, Hân bắt tay dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy, cũng rảnh rỗi ngồi lướt Facebook. Cô muốn gọi cho chồng lắm, nhưng không biết giờ này anh có bận không. Đắn đo một hồi, cô cũng bấm vào nick của chồng rồi gọi điện. Qua màn hình điện thoại, cô thấy anh đang ngồi trong phòng làm việc. Trong phòng hình như có người, nhưng cô không nhìn rõ. Cô không giấu được sự quan tâm, lo lắng cho chồng mà hỏi. Chồng à, anh vẫn khỏe chứ? Dịch dã trên đó thế nào rồi? Hoàng nhìn cô, gương mặt không cười, cũng không thấy vui vẻ gì, đáp lại. Cũng bình thường, ở đây ai cũng tiêm 2 mũi rồi, nên không thấy lo như lúc trước. 2 năm ngày rồi, chưa ghi nhận được ca mắc mới. Hân reo lên. Ôi, mừng chồng nhỉ! Đợt này vợ cũng được nghỉ, dịch bệnh cũng ổn hơn, hay vợ lên thăm chồng nha. Hoàng đột nhiên nhíu mày, dãy nảy lên. Sao vợ lại lên đây? Ở dưới đó tốt hơn mà, vợ lên đây chi cho khổ. Hân tủi thân đáp lại. Thì cũng tại vợ nhớ chồng quá mà, với lại chồng xem, mình cưới nhau 2 năm rồi mà ở với nhau được mấy bữa đâu. Đang nói chuyện điện thoại với Hoàng thì bà Thanh, mẹ chồng cô cũng đến chơi. Bà sống cách đó 20 km, mỗi lần bà lên là đưa cho cô nào là trứng, nào gà, nào sau, chè xanh các loại. Vừa đi từ cổng vào, nghe con dâu nói vậy, bà liền nhanh chóng miệng nói. Con ở đây đi, lên đó chỉ cho mệt, với lại giờ dịch bệnh vừa mới ổn định hơn một chút thôi, đừng đi lại nhiều con ạ, nhỡ mày bị thì sao? Hoàng nghe mẹ nói vậy thì như vớ được phao cứu sinh, gật đầu lia lịa nói với Hân. Mẹ nói phải đấy vợ, ở đây điều kiện không như ở dưới đó đâu. Lỡ vợ bị bệnh thì ai chăm đây? Vậy nên vợ cứ ở đó đi, sang tháng chồng xin phép nghỉ rồi về với vợ nhé. Thế chồng ở trên đó có sống tốt không? Vợ định lên đó mua cho chồng ít đồ luôn đấy, chứ thấy chồng sống thiếu thốn quá. Chồng sống quen rồi, với lại cuối tuần là mấy người trong đơn vị thường ra chợ thị trấn mua đồ, cũng không phải là thiếu thốn gì đâu, vợ yên tâm đi. Nhưng mà... Hân chưa nói hết câu thì bà Thanh đã cắt ngang. Thằng Hoàng nói phải đấy con cứ chờ đây ít nữa rồi nó về ấy mà. Hân hơi buồn nhưng đành phải đồng ý. Vâng, mẹ đã nói vậy thì con nghe. Hoàng thở phào một hơi. Thế nhá, chồng có việc bận rồi, nói chuyện với vợ sau nhá. Hoàng vừa cúp máy thì một người đi đến nhảy lên trên bàn làm việc ngồi trước mặt anh. Vợ anh lại gọi à, chị ta nói gì thế? À, cô ta đòi lên đây gặp anh ấy mà. Nhưng... Người kia giận dỗi nói. Em không chịu đâu, anh phải là của em cơ. Em yên tâm, anh đã bảo cô ta ở nhà rồi, em đừng xị mặt ra như thế. Hình như em còn nghe anh định về với chị ta đúng không? Anh định bỏ mặc em đúng không? Hoàng vội phân bua. Anh chỉ về ít hôm thôi, kẻo cô ta nghi ngờ. Anh luôn là của em mà, trong tim anh chỉ có em thôi. Ngoan, đừng khóc, anh đền bù cho em được chưa? Thành nín khóc, đưa ngón tay trỏ đẩy vào ngực Hoàng. Anh chỉ được cái dẻo miệng, nhưng mà em thích. Hoàng cười khà khà, rồi không nói gì, anh ta ôm Thành lên giường. Còn Hân sau mấy bữa được nghỉ thì cũng quay lại làm ở trạm xá. Nghe tin chồng sắp về, cô vui lắm, ngày nào đi làm cũng cười tủm tỉm, đôi khi còn hát một mình. Thấy thế, chị Phượng đồng nghiệp thắc mắc. Hân, dạo này mày có gì vui thế? Bộ mày trúng số hay gì? Hân vui vẻ đáp lại. Không phải đâu chị, chồng em sắp về á. Thảo nào,
Tao thấy mày vui như Tết thế, đúng là có hơi trầm có khác. Còn hơn Tết đấy chị, năm ngoái Tết mà anh ấy được trực có về đâu, em phải lủi thủi ăn Tết một mình. Lần này em phải cố kiếm đứa nhỏ mới được, như vậy không có chồng thì em ở nhà cũng đỡ buồn. Vậy à, Tết mà cũng không được ở với nhau thì đúng là buồn thật. Thế tao chúc mày á sớm được như ý nguyện nha. Hân cười tươi rói đáp, vâng, em cảm ơn chị. Cuối cùng thì ngày Hân mong chờ cũng đến. Hoàng về, Thành buồn rười rượi nhưng Hân lại rất vui. Cô ôm lấy chồng nhảy lên như một con khỉ. Anh có chút khó chịu nói, kỳ quá, người ta nhìn kìa. Người ta nhìn kệ người ta, em ôm chồng em chứ có ôm ông hàng xóm đâu mà em phải sợ người ta nhìn chứ. Sau một hồi ngửi mùi chồng, hôn lên cổ, hôn lên bộ quân phục màu xanh mà chồng đang mặc, Hân cũng chịu buông tay. Hai vợ chồng sửa soạn một chút rồi sang chỗ bố mẹ Hoàng thăm ông bà. Thấy con trai và con dâu về, ông bà Sáu Thanh mừng lắm. Hai người ngồi chơi một lúc, Hân ra vườn rau cấy rau với bà, còn Hoàng thì đi câu cá với ông Sáu. Bà Thanh nói, tối nay hai đứa ở lại ăn cơm nha, gà không có sẵn, mẹ bác nước làm thịt một chút là con nồi nẩu rồi. Rau thì đầy đó, không ăn nó lại già đi, mẹ lại phải hái cho vịt nữa. Lát nữa bố con với thằng Hoàng đưa cá về kho là một bữa hoành tráng rồi. Hân vui vẻ nhận lời, còn gì bằng mẹ. Nhưng mà... Hân ngập ngừng rồi nói tiếp, tụi con phải về sớm để còn sinh cháu nội cho mẹ nữa. Bà Thanh nghe vậy hình như có chút lo. Hả? À ừ. Hân cũng không để ý đến cảm xúc của mẹ chồng, còn bà Thanh thì thầm nghĩ, không biết nó làm có lên không. Bữa tối hôm đó, cả nhà bốn người quây quần bên nồi lẩu. Hai bố con ông Sáu có uống vài ly cho ấm bụng. Đến hơn 6 giờ tối thì vợ chồng Hân về nhà. Bà Thanh nhìn theo chiếc xe máy đi ra khỏi ngõ, không nhịn được mà thở dài. Không biết lần này thằng Hoàng có làm được gì không đây? Nghĩ tới nó là tôi lại thấy phiền lòng. Ông Sáu an ủi, bà đừng lo quá, mọi sự rồi ổn thôi, vào nhà cho đỡ lạnh. Hân ngồi sau xe chồng mà lòng phơi phới, cứ nghĩ đến đêm nay là cô lại thấy vui trong người. Hoàng đi tắm trước rồi lên giường nằm, còn Hân đi tắm sau. Dù trời lạnh nhưng cô vẫn cố gắng mặc bộ đồ ngủ gợi cảm. Thế mà ông chồng cô lại ngủ mất rồi. Cô nằm bên cạnh anh, tay mân mê tai nói nhỏ, 3 tháng xa nhau mà anh lại thế này. Nhưng cô cũng không vội kêu anh dậy. Cô biết là bệnh nghề nghiệp của anh đã tạo cho anh một thói quen thức dậy vào 4 giờ sáng. Cô cố gắng ngủ lấy sức để sáng mai còn chiến đấu. 4 giờ sáng hôm sau, khi Hoàng vừa cựa mình thì Hân cũng tỉnh giấc. Cô vòng tay ôm bụng anh, nói nhỏ, chồng yêu, chồng có nhớ vợ không? Hoàng thở dài, có nhớ, mà chồng không nhớ vợ thì nhớ ai? Hân nghe chồng nói vậy, thấy ấm lòng liền mỉm cười. Nhớ như thế nào ạ? Nhớ nhiều không diễn tả được. Hân mỉm cười hạnh phúc khi nghe chồng nói vậy. Hân trèo đến người chồng, bắt đầu một trận phong ba với chồng sau những ngày bị bỏ đói. Cô nồng nhiệt quá mà không biết rằng chồng cô phải uống một viên kích thích thì mới làm được. Sáng hôm sau, Hoàng kêu đau mỏi lưng lắm. Hân phải mua salon bath dán cho anh và bóp lưng cho anh. Mấy ngày sau thì vợ chồng cô chỉ ôm nhau ngủ vì anh đau nói đau lưng, không thể làm gì được. Rồi những ngày hạnh phúc lại trôi qua hết một tuần, Hoàng lại khăn gói trở về đơn vị. Tiễn chồng đi mà Hân hai hàng lệ rơi, cô ôm chặt lấy chồng mà khóc. Vợ không muốn xa chồng đâu, vợ không muốn xa chồng đâu. Hoàng gỡ tay cô ra rồi nhẹ nhàng nói, thôi nào, 30 tuổi còn nhõng nhẽo như trẻ con thế à? Anh đi rồi anh lại về, anh có đi luôn đâu mà khóc với lóc hả? Chồng à, em nhớ anh, em muốn ở bên anh. Lại bắt đầu rồi đấy, anh nói phải nghe chứ. Rồi anh lại dỗ dành cô, làm cho cô cười vui trở lại. Nhìn chồng bước lên xe mà Hân buồn lòng lắm. Ước gì cô được ở bên cạnh anh. Cô sẽ chăm anh từ miếng cơm đến giấc ngủ. Cô sẽ xoa bóp lưng cho anh mỗi tối, rồi đẻ cho anh những đứa con ngoan. Sẽ luôn bên nhau không rời. Dù cuộc sống khó khăn, nhưng cô sẽ chịu được tất cả. Chỉ cần được ở bên anh thôi. Chồng về vui biết bao nhiêu, thì chồng đi Hân lại buồn bấy nhiêu. Cô suốt ngày ngồi đờ đẫn, làm việc cũng chẳng ra hồn. Chị Phương thấy vậy liền hỏi,
Mày ốm hả Hân? Sao như người mất hồn thế? Hân nhàn nhạt đáp lại. Không chị, em vẫn bình thường mà. Chị Phượng mỉm cười nhìn cô rồi nói tiếp. Cả tuần nay làm việc quá sức hả? Nhìn bộ dạng này là đúng rồi. Hân vô tư trả lời. Hoạt động có mỗi một lần thôi chị ạ, có gì mà quá sức đâu. Chị Phượng nhất định không tin lời Hân. Cái con điên này, mày nói ai tin? Vợ chồng trẻ lại chưa có con, chưa vướng bận gì, xa nhau 3-4 tháng trời, tao nghĩ chắc nó hành mày cả đêm đấy, ở đó mà nói phét à? Mặt Hân đần thộn ra. Em đã được hành cả đêm bao giờ đâu mà biết hả chị? Rồi chị Phượng lườm cô. Mày nói thật đó hả? Em nói dối chị thì em được cái gì đâu chứ? Rồi chị Phượng khẳng định chắc như đinh đóng cột. Chắc chắn chồng mày có bồ ở trên đó rồi. Làm gì có thằng đàn ông nào lại cứ thích sống xa vợ như nó chứ? Mày phải tìm hiểu chuyện này đi, rồi thu xếp mỏ lên đó mà tìm chồng mày đi, không khéo bị cắm cho vài cái sừng từ lâu rồi ý. Hân phủi bay những lời chị Phượng vừa nói. Chị nói thế nào ấy chứ, anh Hoàng không thể có bồ được, trên đó toàn người miền núi. Nói ở đây á, em còn nghĩ ngợi đôi chút, chứ ở đó thì sao có thể được. Thế là mày nhầm to rồi Hân ạ. Mày không biết người dân tộc hay có bùa làm người khác mê mẩn à? Hơn nữa, giờ tuy nói là miền núi, nhưng xã hội đang phát triển, họ cũng ăn mặc không kém gì người miền xuôi chúng ta đâu. Có những đứa con gái mới lớn còn đua đòi hơn nhiều ở dưới này ấy chứ. Mày đừng có mà xem thường. Nghe chị Phượng nói vậy, Hân thấy cũng có lý. Cứ lấy ví dụ là cô, tuy sống ở ngoại thành, nhịp sống cũng tấp nập, nhưng suốt ngày đi làm toàn mặc blue, có bao nhiêu đồ kiểu đâu. Nghĩ nghĩ một hồi, cô quyết định tối nay sẽ tìm hiểu chuyện này xem thực hư thế nào. Tối về lên giường nằm, Hân rảnh rỗi nên mò vào Facebook của chồng, thì chồng cô đã đổi mật khẩu từ bao giờ rồi. Cô nhắn tin cho Hoàng xin mật khẩu thì anh từ chối không cho cô. Anh bảo Facebook của anh đâu có gì đâu mà em xem. Từ khi nào mẹ em lại nghi ngờ chồng em vậy hả? Hân bịa ra mấy cái lý do muốn Hoàng đưa mật khẩu cho, nhưng anh cứ lấy lý do này, lý do nọ để không cho cô vào nick của anh. Hân thầm nhủ, anh không có tật thì sao phải giật mình. Lúc trước anh vẫn cho em vào Facebook của anh bình thường cơ mà. Nếu anh đã không cho vào thì em tự mình tìm hiểu vậy. Hân vào trang cá nhân của Hoàng, tìm ảnh mà anh đăng gần đây, đọc bình luận và xem người thả like, nhưng không có gì bất thường. Mấy cái ảnh anh đăng toàn là gà, rau mà đơn vị làm ra, rồi cả mấy buổi tập huấn cho các đồng chí trẻ. Hân tìm kỹ lắm, từng người cô đều vào nick kiểm tra, nhưng thật sự không có gì bất thường. Được hồi lâu, Hân bỏ cuộc, cô nghĩ có lẽ mình đa nghi quá rồi, mà chị Phượng nói thế, chứ có phải ai cũng thế đâu. Vậy là cô thôi không điều tra chồng nữa, mà nằm lướt TikTok. Chơi một lúc, nhìn đồng hồ gần 10:30, Hân định tắt máy đi ngủ, thì có thông báo của Instagram. Cô mới sực nhớ ra là lâu rồi, cô chưa vào Insta, hơn nữa cũng chưa điều tra hoạt động của chồng trên cái app này. Hân lần mò vào Insta của Hoàng thì thấy anh cũng đăng mấy cái ảnh như bên Facebook nhưng lượt tương tác ít hơn. Cô ấn vào xem thì chỉ có 16 lượt tim, trong đó có một tài khoản tên là Hoàng Thành, là ảnh nào cũng thả tim chồng cho cô hết. Cô tò mò bấm vào thì thấy ảnh đại diện là một anh chàng đẹp trai, da trắng, tóc nấm, ăn mặt cá tính và hình như còn tô son. Cô lướt xuống mấy cái ảnh ở phía dưới và dừng lại ở một bức ảnh chụp hai người quay lưng lại. Hình như cậu này đang đứng dựa đầu vào vai một người đàn ông khác, mà người đàn ông này lại rất giống với Hoàng, chồng cô. Cô nhìn rất kỹ bức ảnh này, zoom to ra để nhìn thật kỹ, nhưng nhìn đi nhìn lại thế nào vẫn thấy dáng người, bóng lưng cho đến kiểu tóc đều không khác Hoàng một tí nào. Hoàng trở về đơn vị sau một tuần ở nhà với vợ thì không về phòng làm việc luôn mà tạt qua chỗ của Thành. Anh ta đứng trước cửa gọi mãi mà Thành chẳng chịu ra mở cửa, gọi điện cũng không nghe máy. Anh ta nhắn tin: em ở nhà không? Sao không ra mở cửa cho anh? Thành dỗi, thấy tin nhắn hiện lên nhưng không thèm đọc. Hoàng lại nhắn thêm một tin nữa: em không ra là anh về đấy, về thật đấy nha. Kèm theo là cảm xúc vẫy tay tạm biệt. Đoạn anh ta ngồi lên xe định nổ máy, Thành từ trong nhà bước ra mở cổng, giận dỗi nói: anh về lâu thế, em tưởng anh quên em rồi cơ. Hoàng dỗ dành: thôi mà, anh đâu có lúc nào là không nhớ em.
Em xem anh mua gì cho em nè. Hoàng dắt xe vào nhà và lấy trong túi áo ra một cây son Blackground của Hàn Quốc. Thành thích lắm nhưng vẫn làm bộ. Không phải anh lấy son của chị ta rồi đưa cho em đấy chứ? Hoàng mắng yêu. Em nói đi đâu vậy, cô ta đâu xứng được dùng cái này. Chỉ có em, bà bối của anh á, mới được dùng những thứ tốt đẹp này thôi. Thành cười lên khoái chí, anh ta nhận lấy son rồi nói. Tha cho anh lần này, cũng may anh còn biết điều đấy. Thành sung sướng ngắm nhìn cây son. Hoàng ghé vào tai Thành nói nhỏ. Vậy cảm ơn anh thế nào đây? Thành cười ngượng nghịu. Tùy anh chỉ được cái đó là giỏi thôi. Hân không sao ngủ được, trong đầu cô là hàng trăm dấu hỏi lớn. Liệu người trong hình có phải chồng cô? Liệu anh và tên đẹp trai đó có quan hệ gì? Sao họ lại thân mật như thế? Cô thẫn thờ cả đêm thì báo thức kêu. Trời sáng rồi, cô rửa mặt đánh răng rồi đi làm. Vì mất ngủ lại vướng trong bớ câu hỏi lớn trong đầu, cô cứ đần ra. Phượng hỏi cô cái máy đo huyết áp điện tử ở đâu, đến mấy lần liền, cô vẫn cứ im như tượng. Thấy thế chị đánh vào đầu Hân. Con này, mày sao mà ngồi ì ra thế? Mà sao mắt mày thâm quầng thế kia? Bị cốc một cái vào đầu, Hân kêu lên. Úi, sao chị đánh em? Mà chị nói gì cơ? Tao hỏi mày, cái máy đo huyết áp đâu mà mày cứ như trên mây vậy đấy. Nhớ hơi chồng không ngủ được nên ngu ra luôn à? Có đâu chị, cái máy đó em để phòng tủ bên cạnh phòng của anh Hiếu ấy. Ấy, như thế có đỡ bị trọi rồi không? Mà cũng tại mày ấy, hồi đó cứ nằng nặc lấy tên Hoàng, giờ nó đi suốt có phải tủi lắm không? Nếu mà nhớ quá thì xin nghỉ ít bữa rồi nên thăm nó, tiện thể kiếm thằng Hoàng con luôn. Ấy, mà nhắc mới nhớ, mày với nó lấy nhau lâu vậy rồi mà sao chưa có động tĩnh gì vậy? Chị còn động vào nỗi đau của em nữa à? Em đang sầu hết cả người đây. Chồng em cứ biển biệt thế, em lại khó dính nữa. Không biết bao giờ mới có con đây. Bữa trước về mà bọn em chỉ có một lần thôi, rồi anh ấy kêu đau lưng nên em cũng không đòi hỏi. Chị Phượng ngạc nhiên. Mấy tháng không gặp nhau mà gặp có một cái thôi á? Vâng chị. Mày điêu, em thề đấy. Chị Phượng nhăn trán nói. Nó đau lưng thế nào, sao không đi chữa? Mà đi xa mấy tháng mới về, rồi lại về ngủ với vợ có một lần. Hay là nó bị hỏng rồi? Em bảo anh ấy đi khám thì anh nói chỉ khi về với vợ mới bị thế thôi, nên em cũng đâu dám gạ gẫm anh ấy đâu. Thành ra nhiều khi nhớ chồng quá em như bị thần kinh ý, mệt mỏi lắm chị ạ. Chị Phượng liền vào mạng tìm hiểu một lúc rồi chị bảo. Mày phải tỉnh táo vào, tầm tuổi chúng mày bây giờ mà đã chán nhau như vậy thì vài năm nữa tính sao? Hay là nó có bồ trên đấy thật rồi, mày không thấy có gì đáng ngờ sao? Mày không ngửi thấy mùi gì lạ à? Thì từ trước đến nay anh ấy vẫn luôn như vậy mà, nhu cầu ít lắm, có phải bây giờ mới vậy đâu chị. Kể cả lúc mới cưới nó cũng như vậy hả? Vâng ạ, mấy năm lấy nhau chắc vợ chồng chúng em được hơn chục lần thôi. Ôi thần linh ơi, không thể tin được ý. Em nói không sai nửa câu đâu chị ạ. Hài, thế thì hỏng bét rồi. Bỗng Hân nhớ đến chuyện lúc tối, cô hỏi. Chị ơi, chị thấy thế nào về tình yêu đồng tính? Sao tự dưng mày hỏi vậy? Cũng không có gì, tự nhiên em nghĩ ra nên nói vu vơ thôi ạ. Tao thấy bình thường, giờ xã hội hiện đại rồi nên chuyện đó cũng không có gì to tát cả. Mày biết thằng Đàm ở xóm bên không? Nó bê đê đấy, chỉ thích con trai thôi. Bữa tao còn thấy chúng nó dắt nhau đi ăn uống hẹn hò, các kiểu, chụp hình đăng tin này nọ đó. Hân không nói gì thêm. Tối đó cô về, như thường lệ, cô vẫn gọi cho chồng hỏi han xem chồng đã ăn uống gì chưa, tắm giặt chưa, thì Hoàng không bắt máy, gần một tiếng sau cũng không thấy gọi lại. Thấy Thành đăng bài than mệt, còn thấy ảnh chuyển nước, Hoàng lo lắng gọi cho cô ta. Thành nhấc máy, giọng ể oải. Anh ơi, bảo bối của anh bị tào tháo ruột, em mệt quá nè. Hoàng sốt sắng. Em đang ở đâu, anh qua chỗ em ngay. Bình tĩnh, anh sẽ đến với em liền. Em đang ở trạm y tế thị trấn, anh qua liền nha, em sợ lắm. Được rồi, em yên tâm nha. Dạ. Hoàng đến chỗ Thành thì cô ta cũng chuyển gần hết chai nước biển. Anh hỏi y sĩ vài việc rồi trở Thành về nhà. Anh mua chút cháo đút cho Thành ăn.
Thấy Hân gọi, anh ta bắt máy, bực dọc nói: "Đang bận mà cứ làm phiền." Hân không thấy chồng gọi lại thì buồn lắm, chợt nhớ ra điều gì, cô vào Instagram xem chủ nhân cái nick Hoàng Thành kia có tin gì mới không. Cô thấy ảnh anh ta nằm trên nước biển thì rất nóng ruột. Cô linh cảm được là chồng cô và người này đang ở cùng nhau, giữa họ có cái gì đó mờ ám. Cô nghĩ phải tìm hiểu chuyện này là như thế nào mới được. Hân lập một link Facebook khác rồi liên kết với Instagram, bấm vào theo dõi Hoàng Thành. Cô gửi đến một tin nhắn: "Chào anh đẹp trai, cho em làm quen với ạ. Em năm nay 30 tuổi ạ." Lâu sau Thành mới xếp lại: "Chào chị gái, em năm nay mới 28 tuổi thôi. Em phải gọi chị là chị mới đúng." Hân nhắn lại ngay lập tức: "Ôi dào, 28 với 30 có hơn kém nhau là bao đâu anh đẹp trai, cứ gọi anh em cho thân mật." Thành dép ngay: "Sorry, làm chị gái thất vọng rồi, em đây không thích phụ nữ." "Ồ, sao vậy?" Thành không dép lại nữa, còn Hân thì mang trong người cảm xúc không thể diễn tả thành lời được. Cô hoang mang, sợ hãi, trái tim như có ai đó bóp nghẹt. Cô nằm trằn trọc cả đêm, không sao chợp mắt được. Cô nghĩ về cuộc hôn nhân của mình trong 2 năm qua. Hồi chưa lấy Hoàng, một lần trạm xá cô tổ chức đi tình nguyện ở miền núi, cô và các đồng nghiệp cùng đi. Hoàng là bộ đội biên phòng, ở đấy cũng được một thời gian rồi, thấy các cô gái miền xuôi gặp nhiều khó khăn thì giúp đỡ. Đêm ngồi đốt lửa sưởi ấm giữa sân, trò chuyện thì mới biết anh là người miền xuôi, bố mẹ cũng ở dưới đó, vì mới ra trường nên muốn đi làm để lấy kinh nghiệm rồi sau này về miền dưới. Hân mê nụ cười của anh, mê vóc dáng cao to vạm vỡ và giọng nói ấm áp của anh nên đã phải lòng anh. Sau đó thì không lâu thì Hân và Hoàng kết hôn. Vì công việc, hai người không ở được bên nhau nhiều, một năm Hoàng về thăm nhà khoảng vài lần. Rồi không may dịch Covid bùng phát mạnh, anh và cô ít khi gọi cho nhau hơn, nhắn tin cũng hạn chế hơn. Nhưng khi mọi thứ ổn định trở lại thì việc liên lạc của hai vợ chồng vẫn tẻ nhạt như vậy. Không biết là dịch bệnh đã tạo ra thói quen sinh hoạt khác hay thực lòng Hoàng đã không còn quan tâm đến cô. Hân nghĩ mà nước mắt chảy dài. Cô quyết định sẽ lên tận nơi tìm hiểu đầu đuôi sự việc này. Nghĩ sao làm vậy, Hân xin trạm trưởng nghỉ phép mấy bữa rồi khăn gói đi thăm chồng. Vì không quen đường đi đường dài, lại nhiều chỗ gồ ghề, đường đất nên phải mất 6 tiếng Hân mới đến nơi. Thấy Hoàng đang đứng trước sân, hình như đang xem điện thoại, Hân nhẹ nhàng đi đến sau lưng anh, bịt mắt lại rồi nói: "Anh đoán xem em là ai nào?" Hoàng nở nụ cười, tưởng là Thành đáp lại ngọt xớt: "Thôi nào, em đùa suốt thôi, lớn rồi mà như trẻ con thế." Hân có chút hoang mang, không lẽ anh nhận ra cô, hay là anh đang nghĩ đến người nào khác? Nhưng không nghĩ ngợi nhiều, cô buông tay rồi chạy đến trước mặt Hoàng. "Vợ nè, bất ngờ chưa? Em lên thăm anh nè." Hoàng ngạc nhiên hoảng hốt: "Sao lại là em? Sao em lại ở đây?" "Thì tại em nhớ chồng quá mà. Bộ anh không thích em lên với anh sao?" Hoàng trấn tĩnh lại, giọng run run: "À ừ, nhớ, nhớ chứ. Em đợi anh một lát." Nói rồi Hoàng chạy vào phòng mình, sắp xếp lại chăn màn, dọn dẹp lại phòng ốc một chút rồi quay ra nói với Hân: "Em đi đường chắc mệt rồi, nghỉ tí đi." "Em là vợ anh, để em dọn phòng cho anh trước mà." Hân và Hoàng nhìn nhau cười. Cô đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng. Trên giường Hoàng là hai cái gối, một cái màu xanh, một cái màu hồng. Hoàng rót cho cô một ly nước rồi nói: "Em lên có lâu không?" Hân vui vẻ đáp: "Anh muốn em ở một tháng cũng được ạ, em lo được hết." "Không được, em phải đi làm chứ. Anh không muốn vì anh mà em nghỉ nhiều như vậy đâu, rồi người ta lại nói cho đấy." "Em đùa thôi, em xin nghỉ một tuần thôi ạ." "Ừ, mà được nghỉ sao không ở dưới đó chơi đi cho khuây khỏa, lên đây buồn lắm." "Em ở với chồng em thì sao em buồn được ạ?" Hoàng im lặng không nói gì thêm, trông mặt anh ta buồn bã lắm. Hoàng nói Hân ngồi chờ anh một lát, anh ta đi ra vườn phía sau. Thấy Thành, anh ta vội kéo lại nói: "Thành ơi, toang rồi, mụ vợ anh đột nhiên lên đây, giờ phải làm sao đây?" Thành cũng hốt hoảng: "Sao tự nhiên lên đây vậy chi? Có phải chị ta ngửi thấy mùi gì rồi không?" "Chắc không đâu, giờ anh tính thế này, tạm thời anh với em đừng gặp nhau một thời gian,
có gì thì nhắn tin, em đừng xuất hiện để tránh cô ta nghi ngờ nha. Thành có vẻ giận dỗi. Có vợ là anh quên ngay con Thành này, anh không thương em nữa đúng không? Hoàng vội thanh minh. Ý anh không phải vậy, mà giờ mình qua lại với nhau, nhỡ cô ta phát hiện ra rồi làm lớn chuyện thì không tốt với anh, đến tai bố mẹ anh thì sao? Khó khăn lắm anh với em mới được ở bên nhau. Giờ em chịu khó ít hôm, rồi anh sẽ đền cho em gấp đôi luôn. Anh hứa, anh đảm bảo. Thành xịu mặt, khó khăn mở miệng. Anh nhớ đấy. Hoàng hôn lên trán Thành một cái, rồi quay về phòng. Một lát thì Thành cũng đi ngang qua phòng. Chị ta chào to, giọng không mấy vui vẻ. Chào anh Hoàng, em về, chúc anh vui vẻ nha. Hoàng gật đầu, rồi liếc sang nhìn Hân. Cô thấy cái cậu thanh niên này buồn cười thật đấy. Cô ngồi đó mà không chào, cũng không hỏi han gì, cứ như cô đã làm gì cậu ấy để cậu ta ghét ý. Mà nhìn có vẻ thân thiết với chồng cô mà. Hoàng gật đầu, rồi liếc sang nhìn Hân. Cô thấy cái cậu thanh niên này buồn cười thật đấy. Cô ngồi đó mà không chào, cũng không hỏi han cái gì, cứ như cô đã làm gì cậu ta để cậu ta ghét ý. Mà nhìn có vẻ thân thiết với chồng cô mà. Cô chợt thấy cậu ta quen lắm. Mái tóc, khuôn mặt, ánh mắt giống với cậu nick tên Hoàng Thành kia. Hân run lên, cô cố nhéo vào đùi mình để tỉnh táo hơn. Hoàng lên tiếng. Em ở đây, anh ra lấy đồ một lát, em cứ nghỉ ngơi đi. Hân cố gắng lấy hết sức bình tĩnh nói. Dạ, anh đi đi, đi đường cẩn thận. Ừ. Trong khi Hoàng đưa Thành về thị trấn, thì Hân cũng bắt đầu tìm kiếm trong phòng chồng. Cô thấy hai cái cốc, hai cái bàn chải, hai cái khăn mặt mẫu mã y như nhau, chỉ khác màu sắc trong buồng tắm. Trong tủ gỗ, cô tìm thấy hai bộ đồ ngủ mới tinh, in hình Pikachu được xếp và để dưới đống đồ xanh lá. Hân biết chồng mình không bao giờ mặc mấy bộ đồ này, nên đoán chắc là không phải của Hoàng rồi. Mồ hôi vã cả ra, Hân chạy ra ngoài sân, thì thấy chị vợ anh đồng nghiệp của Hoàng đang quét sân. Thấy cô, chị tươi cười hỏi. Vợ chú Hoàng lên chơi đấy à? Dạ, em chào chị ạ. Chị có khỏe không ạ? Chị khỏe. Cô chú vợ chồng trẻ nhiệt huyết ghê. Hân ngớ người ra không hiểu chuyện gì. Thấy cô như vậy, chị tủm tỉm cười. Chắc cô ngại chứ gì. Không sao, vợ chồng mà. Nói chứ, vợ chồng tôi đôi khi cũng vậy á. Ừ, dạ, phiền anh chị quá. Ngại ghê. Chị lại cười rồi nói tiếp. Không biết cậu Thành thư sinh đó có quan hệ thế nào với nhà em? Cậu ta có đối tượng chưa để chị giới thiệu cho em gái của chị? Người đầu đẹp trai hết sức. Hân sực nhớ đến chuyện này, cô đáp. Em họ em đó chị, mà không biết có người yêu chưa nữa, để em hỏi lại đã. Mà Thành qua đây hay qua đây lắm hả chị? Ừ, cậu ta đến đây suốt, có hôm còn mua trái cây, mời cả dãy ăn luôn, hào phóng lắm. Toang thật rồi. Hân đi về phòng mà loạng choạng như muốn ngã. Cô bấu tay vào thành giường để ngồi xuống. Chồng cô ngoại tình ư? Và nhân tình của chồng cô là một người con trai ư? Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Hân ngồi chết lặng ở đó. Hoàng đưa Thành về nhà, rồi mua hai bát bún đậu về ăn. Cô cố gắng nuốt vài miếng rồi đi tắm. Hoàng cũng vậy. Một lúc lâu sau, tưởng cô đã ngủ, Hoàng nhắn tin cho Thành, rồi cẩn thận xóa tin nhắn và ngủ. Về phần Thành, mặc dù Hoàng đã hứa, nhưng nghĩ đến không được ở bên cạnh người thương, anh ta lại đang nằm cạnh tình địch thì lòng như lửa đốt. Hoàng nhắn tin an ủi, nhưng cô vẫn không nguôi được. Nằm ở nhà mà thiếu hơi Hoàng thì vẫn không chợp mắt được. Nửa đêm, Thành lấy máy đăng lên một tin. Giờ này chắc anh đang vui vẻ bên người ta rồi. Kèm theo là biểu cảm khóc ròng. Hôm sau, Hoàng đi làm rồi, Hân vào Insta xem thì thấy bài viết của Thành. Chắc chắn chồng cô và tên này đang cặp kè với nhau. Để có bằng chứng xác thực, cô đã nghĩ ra một kế hay. Cô bí mật đi theo Hoàng để xem nhà của Thành ở đâu. Biết được rồi, cô làm vẻ buồn bã nói với chồng. Chồng à, chẳng mấy khi vợ mới lên thăm chồng, mà lúc trưa chị Phương mới gọi cho vợ, bảo vợ làm báo cáo tổng kết đợt dịch vừa rồi. Ở đây vợ không có số liệu chính xác, nên chắc vợ phải về rồi. Buồn ghê vậy đó. Hoàng nghe như vậy thì như mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ buồn sầu. Biết sao được, công việc thì đành chấp nhận thôi. Vợ thu xếp mà về đi. Dạ,
sáng mai vợ về luôn, chồng nhớ về thăm vợ nha. Ừ, tất nhiên rồi, vợ cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Hân nhếch mép, còn Hoàng thì mặt mày tươi tỉnh hẳn ra. Anh đưa cho cô 5 triệu tiền tiêu vặt, rồi đưa chân cô ra đến đoạn đường hết đường núi gồ ghề. Hân rẽ sang phải, đi một đoạn, rồi chạy xe đến con đường chỗ nhà Thành. Cô ngồi bên quán nước, dình xem khi nào Hoàng đến, thì bắt quả tang. Còn Hoàng đi qua chỗ quán gà rán, chờ người ta làm một suất, rồi đưa sang cho Thành. Ngồi khoảng chừng 30 phút, thì Hân thấy chồng cũng chạy xe đến trước cổng. Hình như anh ta có chìa khóa rồi, nên không gọi Thành ra mở cửa nữa. Hân vội đeo khẩu trang, đeo kính râm để núp sau bờ tường. Thấy anh vào nhà ổn định rồi, cô cũng nhảy bờ lao vào. Vì cửa chính khép hờ nên cô dễ dàng lẻn vào trong nhà. Tiếng Thành giận dỗi: anh không về với vợ anh đi, đến đây làm gì? Hoàng dỗ dành: nó vừa về rồi. Thôi mà, anh xin lỗi không giận anh nữa nhé. Thế sao anh không về luôn cùng nó đi? Hoàng véo má nhân tình: em điên à? Sao mà anh có thể bỏ em một mình ở đây mà về với nó được chứ? Anh yêu và thương một mình em thôi, nên lần sau em đừng nói vậy nữa nhé. Anh nói anh yêu mình em mà anh còn lấy nó. Thôi mà, anh xin em đấy, đừng giận anh nữa nhé. Anh và em đã bên nhau 3 năm rồi, tình cảm anh dành cho em còn không rõ sao? Gì cơ? Hai người này đã bên nhau được 3 năm rồi ư? Tức là họ đã yêu nhau trước khi Hoàng cưới Hân. Vậy là chồng Hân là một tên đồng tính, nhưng sao vẫn lấy cô? Hân đi vào trước mặt hai người họ. Tên Thành hét lên khi thấy Hân: a! À! Còn mặt Hoàng thì tái mét. Hân cười nhếch mép: giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao anh lại lạnh nhạt với tôi rồi. Anh là người đồng tính, vậy anh lấy tôi để làm gì hả? Tại sao anh lại lừa dối tôi suốt 2 năm qua hả? Anh mau nói đi. Hoàng và Thành sốc lắm. Chắc họ chẳng thể ngờ được rằng Hân lại có thể đứng trước mặt họ ngay lúc này. Ánh mắt nhìn lạnh lùng của cô làm họ run sợ. Thành vội đẩy Hoàng ra. Hân không kỳ thị gì người đồng tính cả, nhưng cô không thể chấp nhận được việc Hoàng lấy cô để làm bia che giấu mọi chuyện cho anh ta, che giấu sự thật về con người anh ta. Anh ta lừa dối cuộc đời Hân như thế là không thể tha thứ được. Cô lao vào đấm vào mặt chồng đến mức hắn chảy cả máu mũi, còn Thành cũng bị cô đập cho te tua. Cả hai tên vùng vẫy lao ra phía giường để mặc quần áo, thì cô liền cầm cái lọ hoa ở phía bàn phi thẳng vào đầu Thành, khiến hắn choáng váng ngã lăn sân nền nhà, vừa đang cởi chuồng tồng ngồng nằm yên đó. Hoàng bị đấm tới tấp vào mặt, đau lắm nhưng vẫn cố bò dậy để đưa tay kéo cái chăn để quấn vào người. Nhưng Hân nhanh lắm, cô lao vào đạp cho tới tấp luôn. Vừa đạp, cô vừa gào lên: thằng khốn khiếp, tao đập chết mày luôn. Mày lừa dối tao bao nhiêu lần rồi hả, cái thằng chó này? Hoàng choáng quá, không nói thành lời được nữa rồi. Cứ ngóc đầu dậy là cô lại giận cho một phát. Tới phát thứ ba là hắn nằm bẹp rúm luôn, không ngóc đầu dậy nổi nữa. Thành vừa bị choáng nên nó ngất mới tỉnh. Nó cố bỏ dậy, cô liền đi ra cứ nhằm mặt nó mà đấm tới tấp. Nó quỳ xuống, chắp tay và van lạy cô: chị ơi, tha cho em xin chị tha cho em biết sai rồi ạ, em van xin chị. Này thì xin này. Sau đó, Hân nhìn thấy con dao gọt hoa quả trên bàn, cô liền cầm con dao, chĩa vào mặt tên này và gào lên: thằng khốn nạn, thằng chó má, tao cắt cái ấy của mày để mày làm đàn bà cho dễ nhá. Thành vùng vẫy để thoát thân, nhưng mà không kịp, cô đã túm được nó và giơ con dao lên, thì Hoàng hét lên: Hân, cô mau dừng lại đi, nếu Thành có mệnh hệ gì, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Câu nói của chồng khiến Hân như sực tỉnh cơn mê. Đến phút cuối cùng, chồng cô vẫn luôn sống chết vì tên Thành kia. Vậy cô ganh đua tranh giành để được cái gì nữa chứ? Cô ném con dao sang một góc rồi bật cười như con điên vậy. Cô uất ức nhìn Thành rồi đạp cho nó thêm mấy phát nữa. Hoàng và Thành cố mặc cái quần vào rồi bỏ ra vì bị đánh đau tới mức không thể đứng lên mà đi ra được nữa. Ánh mắt Hoàng nhìn tôi đầy sự thù hận trách móc. Hân nhìn chồng lạnh lùng nói: thu xếp công việc để còn về ra tòa mà ly hôn, tao sẽ để chúng mày được bên nhau.
Hai tên đó cúi gằm mặt xuống không nói gì. Hân đi thẳng ra, cuối cùng cũng chạy xe về nhà. Cô đã nghĩ rất lâu rồi, cô quyết định ly hôn, không chần chừ gì nữa. Cô gọi cho bố mẹ chồng, bố mẹ mình, rồi thông báo gọi cho Hoàng, kêu hắn thu xếp về để làm thủ tục ly hôn sớm nhất có thể. Bà Thành thấy vậy, liền giục ông Sáu đi lên nhà Hân. Thấy cô, bà bắt đầu khóc lóc kể lể. Trước đây, thằng Hoàng cũng là một đứa bình thường, học hành cũng khá tốt. Nó cũng mấy lần đưa bạn gái về nhà chơi, nhưng rồi sao lại chia tay. Rồi một ngày nó đưa thằng Thành về, giới thiệu là bạn gái nó. Bố mẹ cũng sốc lắm. Bố mẹ không chấp nhận được việc này, nên đưa nó đi khám, đi gặp thầy đủ kiểu nhưng mà nó vẫn vậy. Mẹ không chấp nhận được nên càng làm căng lên. Ai ngờ nó kể sao vào cổ mình, nếu không cho nó qua lại với thằng Thành thì nó sẽ chết. Bố mẹ đành hết cách phải thương lượng với nó và để nó còn phải lấy vợ. Chuyện giữa nó và Thành thì tự nó tính toán. Mọi chuyện sau này thì con cũng biết rồi đấy. Hân không nói gì, hóa ra cả nhà này ai cũng biết rồi. Chỉ có mình cô là bị lừa mà thôi. Ông Sáu nói, bố biết bố làm vậy là có lỗi với con, nhưng bố mẹ chỉ có mình thằng Hoàng là con trai, bố mẹ cũng không còn lựa chọn nào khác, con tha thứ cho bố mẹ lần này được không? Hân lạnh nhạt đáp, không, mọi thứ đã kết thúc rồi, con và Hoàng sẽ ly hôn. Ông Sáu thất vọng não nề, nhưng bà Thanh thì vẫn cố níu kéo. Con cho mẹ 3 ngày, chỉ 3 ngày thôi, mẹ sẽ đưa nó về đúng quỹ đạo. Chỉ cần con và nó chưa ra tòa, mẹ sẽ có cách làm cho nó trở về như xưa. Xin con, được không con? Giúp mẹ đi, giúp hai cái thân già này được không Hân? Mẹ sắp chết rồi, mẹ không muốn mang danh tội đồ đi gặp tổ tiên. Mẹ cầu xin con, Hân à. Bà Thanh quỳ gối trước mặt Hân. Cô biết dù thế nào, bà vẫn là bậc làm cha làm mẹ. Thấy bà như vậy cô rối rít. Mẹ làm gì vậy? Mẹ mau đứng dậy đi. Con cho mẹ, cho thằng Hoàng, cho gia đình này một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm nha con, được không con? Hân đỡ lấy mẹ chồng, nói trong nước mắt. Nếu anh ta biết quay đầu, con sẽ suy nghĩ lại, bằng không chúng con sẽ ra tòa. Ông bà Sáu Thành nghe thế thì mừng uýnh lên, bà Thành nói. Cảm ơn con, cảm ơn con, nhà này đội ơn con, chờ mẹ sẽ đưa nó về cho con. Ông bà lên xe đi tìm Hoàng, còn Hân đi làm mà hồn phách lơ lửng trên mây. Ngày nào cô cũng mong ngóng thông tin từ bố mẹ chồng. Thật ra trong lòng cô vẫn mong chồng biết hối cải, vì cô yêu Hoàng rất nhiều. Ông Sáu nói chuyện nghiêm túc với Hoàng. Tao nghe con Hân nói nó định ly hôn phải không? Hoàng lý nhí đáp. Vâng, nhưng con chưa muốn ly hôn. Bà Thanh quát. Sao mày vẫn dây dưa với tên nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ đó hả? Mày xem ngày trước có bao nhiêu đứa con gái muốn lọt vào mắt mày. Từ ngày mày quen cái tên Thanh kia thì mày còn là mày không? Tao nói mày nghe, nếu mày không giữ được con Hân á thì đừng bao giờ xem tao là mẹ mày nữa. Mày có chết thối ngoài đường tao cũng mặc xác mày. Hoàng nghe vậy thì bất mãn. Kìa mẹ, con là con trai của bố mẹ mà, sao bố mẹ đối xử với con như vậy? Ông Sáu lớn tiếng. Tao không có đứa con như mày, nếu mày không cắt đứt được với thằng Thành thì để tao xử nó. Hoàng nghe vậy thì cãi lại. Bố mẹ không được động đến Thành, cô ấy không có lỗi gì cả. Bà Thanh nghe vậy thì lên cơn đau tim, bà ôm lấy ngực mình thở gấp. Ôi làng nước ơi, sao tôi lại sinh ra cái thằng nghịch tử này chứ? Ông Sáu đỡ lấy bà Thanh, quát. Cút, mày cút cho khuất mắt tao. Hoàng ngậm ngùi bỏ đi, bà Thanh khóc nức lên. Bà hết cách với thằng con này. Qua một ngày rồi mà bà và ông vẫn chưa thuyết phục được con trai. Bà nhớ đến Hân, bà cảm thấy có lỗi với cô, không còn mặt mũi nào mà gặp lại cô. Bà lấy dao cứa vào cổ tay mình. Hân tha lỗi cho mẹ, cha mẹ tha lỗi cho con dâu bất hiếu, ông Sáu tha cho tôi không làm tròn bổn phận, tôi đi trước đây. Bà từ từ lịm đi, may sao ông Sáu phát hiện kịp thời. Ông gọi Hoàng đưa bà đến bệnh viện. Vì được cứu chữa kịp thời nên bà vẫn còn giữ được cái mạng già. Hoàng thấy vậy khóc giống lên. Mẹ ơi, con xin lỗi, con xin lỗi mẹ, là con hại mẹ ra nông nỗi này. Con sẽ thay đổi, con hứa, con sẽ làm mọi thứ mẹ muốn,
mẹ đừng bỏ con mà đi. Bà Thanh cố gắng lấy chút sức lực yếu ớt nói với Hoàng: nếu Quân Hân tha thứ cho mày thì tao tha cho mày, nếu không tao sẽ từ mặt mày, tao chết không cần mày bận tâm. Hoàng nghe vậy thì hốt hoảng, anh ta vội kêu lên: không mẹ ơi, con sẽ đưa Hân đến trước mặt mẹ, mẹ chờ con nha, đừng bỏ con mà mẹ. Bà Thanh nghe vậy thì lòng vui như mở hội, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ như cũ. Hoàng thấy bà không nói gì thì vội nói: con sẽ đưa Hân đến, nhất định con sẽ khiến cô ấy hồi tâm chuyển ý, mẹ hãy chờ tin tốt từ con. Hoàng chạy đi. Ông Sáu nói với bà: sao bà ngốc thế, nếu bà chết thật thì tôi lên làm thế nào? Tôi cũng hết cách, tôi không còn mặt mũi nào nhìn con Hân, nhìn ông nữa nên mới làm vậy. Mà nếu chuyện này làm thằng Hoàng thay đổi thì tôi cũng cam lòng. Là tôi không tốt, là tôi dạy nó không nghiêm. Thôi bà nằm đây, tôi đi mua cháo cho bà. Hoàng chạy xe như bay về nhà. Anh ta quỳ trước mặt Hân, hai hàng nước mắt chảy dài. Hân, anh thật sự xin lỗi, em cho anh một cơ hội sửa chữa sai lầm được không? Hoàng năn nỉ xin lỗi Hân, còn dập đầu dưới chân cô. Thấy chồng như vậy, cô cũng nguôi lòng, nhưng cô vẫn giả vờ. Anh lại lừa tôi thì sao đây? Hoàng ngước lên, vừa nấc vừa nói: không, anh giờ anh mới nhận ra, anh vì chút cảm xúc nhất thời mà đánh mất đi hạnh phúc cả đời của mình. Thật sự không đáng. Anh sai rồi, anh rất sai rồi, em có thể tha thứ cho anh lần này được không? Hân bắt đầu dao động, nhưng cô vẫn nói: tôi cần thời gian để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, tôi sẽ trả lời anh sau. Hoàng nghe vậy bèn tiếp tục: Hân, anh đã khiến bố mẹ anh đau khổ nhiều rồi. Mẹ anh, bà ấy đã tự tử vì chuyện này, em tha thứ cho anh được không? Coi như vì bố mẹ anh, em cho anh một cơ hội nha. Hân nghe Hoàng nói thì hốt hoảng: mẹ làm sao? Giờ bà ấy thế nào rồi? Mẹ đang nằm ở đâu? Mẹ đã qua cơn nguy kịch rồi, giờ bố đang chăm sóc mẹ. Mẹ nói nếu không đưa em về thì bà ấy sẽ chết. Anh xin em, Hân à. Anh mau đưa tôi đi gặp mẹ, chuyện này để sau hẵng nói. Vậy là em đồng ý tha thứ cho anh rồi phải không? Cảm ơn em nhiều lắm. Hân nhìn thấy mẹ chồng như vậy thì trong lòng đã nguôi giận từ lúc nào. Hai mẹ con ôm nhau khóc, ông Sáu cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Có lẽ sau chuyện này, Hoàng sẽ cải tà quy chính, trở về làm một người đàn ông đúng nghĩa. Hân không nói gì, nhưng trong lòng cô đã thầm tha thứ cho chồng mình. Bố mẹ chồng cô thấy vậy cũng vui lắm. Sau khi bà Thanh xuất viện, Hoàng cũng theo về dưới này luôn. Bà Thanh lấy hết tiền tiết kiệm của mình, chạy vậy cho Hoàng về làm chỗ gần Hân. Về phần Hoàng thì tu tâm dưỡng tính, xóa hết mọi liên lạc với Thành, bắt đầu làm lại cuộc đời. Hoàng sau lần chết hụt của mẹ thì về dưới này làm luôn. Anh ta ngày ngày rất ngoan ngoãn, sáng dậy cùng vợ đi ăn ở ngoài, tối về ôm vợ ngủ, trừ những ngày trực. Tuy nhiên vợ chồng không nồng nhiệt như Hân nghĩ, có lẽ anh ta cần thời gian để thích nghi nên rất sẵn lòng. Hân mở một hiệu thuốc nhỏ, có thuê nhân viên làm, còn cô có thời gian rảnh để đi làm đẹp. Hai vợ chồng cưới nhau đã lâu nhưng chẳng khác gì vợ chồng son. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt lên, nhưng cuộc đời trớ trêu không cho con người ta được như ý nguyện. 3 tháng sau khi Hoàng trở về, Hân bắt đầu thấy những thay đổi về thái độ của chồng cô. Hân vẫn cố gắng làm một người vợ xinh đẹp đảm đang để chồng toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mình. Có lẽ cô vẫn nỗ lực như vậy nếu như không tình cờ đọc được tin nhắn của một người đàn ông khác nhắn tin cho Hoàng khi anh ta đang tắm. Babi, ăn uống gì chưa? Anh nhớ Babi quá à? Hân hoang mang. Sao người đó lại gọi chồng cô là Babi nhở? Chẳng lẽ anh ta lại cặp bồ với người đàn ông khác rồi ư? Vậy có nghĩa là 3 tháng qua cô một lòng một dạ chăm sóc và chiều chuộng anh. Nhưng như vậy vẫn không thể thay đổi được anh ư? Cô lại bị lừa dối lần thứ 2 rồi. Những lời thề sống thề chết sẽ thay đổi của anh giờ còn ý nghĩa gì nữa sao? Rốt cuộc anh là cái thứ gì vậy? Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Hân ngoài mặt vẫn chăm sóc cho chồng như thường, nhưng ngấm ngầm điều tra về thân thế của người đàn ông kia. Bất ngờ anh ta là một giám đốc của một công ty khá nổi tiếng.
tuy mới thành lập không lâu nhưng làm ăn cũng rất tốt. Dịch bệnh nhưng công ty vẫn còn trụ được. Anh ta là Minh, năm nay 34 tuổi, là một người đàn ông đẹp trai lạnh lùng và cũng khá nhiều gái theo. Đi siêu xe Lamborghini mười mấy tỷ, vậy mà lại bê đê. Hân vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh và coi như không có chuyện gì. Nhưng tối nay về nhà, cô Rê Hoàng có hai đôi giày mới, giày hãng hẳn hoi, cả chiếc ví Gucci đắt tiền để ở đầu giường nữa. Giá cũng mấy chục triệu, và cô biết chồng mình sẽ không tự dưng mà bỏ ra số tiền lớn vậy để mua giày và ví đâu. Chắc chắn là được tặng rồi. Về phía bà Thanh, sau một thời gian nghỉ dưỡng, sức khỏe bà cũng dần hồi phục trở lại. Bà thấy khỏe rồi nên bắt xe buýt lên thành phố đi siêu thị mua ít đồ, định bụng làm một bữa hoành tráng mời gia đình Hoàng và Hân về ăn. Bà đã vô tình nhìn thấy con trai và Minh từ trong một chiếc ô tô sang xịn đi ra, ôm hôm thắm thiết. Bà hỏi người bảo vệ: "Này anh có biết chủ nhân của chiếc xe đen vừa rồi không?" "À, đó là giám đốc công ty MH, giàu lắm, mà hình như đang hẹn hò với anh kia." "Cái gì?" Bác bảo vệ hoảng hốt. "À, tôi lỡ lời, bà coi như tôi chưa nói gì cả, bà cầm lấy ít tiền, xin bà quên chuyện này đi." Bà Thanh không chịu nhận, giằng co với bác bảo vệ một hồi, bà sửng sốt hỏi: "Bác nói thật không? Hai người đó gian díu với nhau à?" Bác bảo vệ vội thanh minh: "À, không phải đâu, tôi già rồi, ăn nói hồ đồ, bà đừng tin." Bà Thanh nhìn sắc mặt bảo vệ thì đã biết thực hư chuyện này ra sao. Bà hỏi han mấy nơi, cuối cùng cũng tìm được công ty MH. Thấy văn phòng giám đốc, bà hét to lên: "Thằng Minh BD đâu? Ra đây bà nói chuyện." Thư ký thấy vậy thì thất kinh nhưng vẫn lễ phép: "Thưa bà có lịch hẹn với giám đốc chứ không ạ?" "Tôi chẳng biết lịch hẹn lịch hiếc gì cả. Tôi muốn ba mặt một lời với thằng Minh." "Thằng Minh đâu? Ra đây bà gặp." Ngồi trong phòng nghe ồn ào bên ngoài, Minh mở cửa đi ra, anh ta nhíu mày: "Bác là ai? Sao bác lại muốn gặp tôi?" "Tao là mẹ thằng Hoàng, mày khôn hồn thì tránh nó ra, đừng có làm hư con trai tao." Nghe bà Thanh nói là mẹ Hoàng, Minh lập tức thay đổi thái độ, anh ta lễ phép: "Có gì bác từ từ nói, bác vào phòng cháu đã." Minh kéo tay bà Thanh vào phòng, bà nói một tua: "Tao không biết mày 3D hay 4D gì, nhưng mày hãy buông tha cho con tao đi. Tao không bao giờ chấp nhận chuyện này. Trên đời này có nhiều người để mày yêu, sao mày cứ phải dí vào thằng Hoàng? Khó khăn lắm tao mới sinh ra nó, cũng suýt mất mạng mới đưa nó về đúng nghĩa một thằng đàn ông. Sao mày lại dụ dỗ nó để nó bước vào vũng bùn này hả?" Mình rất bình tĩnh, anh ngồi xuống trả lời rất bình thản: "Cháu không có dụ dỗ con trai bác. Cháu và con trai bác có duyên với nhau nên mới gặp được nhau. Đó gọi là tình yêu bác ạ." Bà Thanh nhổ nước bọt toẹt một cái: "Tình yêu ư? Tao thấy kinh tởm đó. Mày làm ơn tha cho con trai tao, nó có vợ đẹp ở nhà rồi. Mày phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, mày có thấy vui không? Bây giờ thời đại nào mà bác còn lạc hậu như vậy ạ? Bác ra ngoài mà xem, xã hội có rất nhiều người như cháu và con trai bác đó ạ. Với lại Hoàng không hề yêu vợ, lấy vợ để vừa lòng bác thôi, chứ đó không phải là tình yêu. Bác suy nghĩ thoáng lên đi. Bác là mẹ của Hoàng, không lẽ bác để cậu ấy cả đời này sống không hạnh phúc sao?" Bà Thanh gào lên: "Tao không bao giờ chấp nhận chuyện này đâu. Mày hãy dừng lại đi, dừng lại, đừng để tao phải điên lên." Minh cười nhạt rồi nói: "Thế vợ của Hoàng có gì tốt mà bác có vẻ thương chị ấy vậy?" "Nó một lòng một dạ yêu thương thằng Hoàng. Nó là một người vợ tốt, là đứa con sâu tuyệt vời, không ai có thể thay thế nó được, nhất là một thằng 3D như mày. Mày hiểu không?" Minh cười vẻ mặt tự nhiên: "Vậy sao? Thế chị ta có thể mua nhà riêng cho con trai bác không? Chị ấy có thể mua ô tô cho con trai bác không? Có thể đưa con trai bác mấy trăm triệu để tiêu không hả? Ở bên cạnh cháu, con trai bác không phải làm gì hết, tiền tiêu thả ga. Con trai bác muốn đi đâu, có lái xe đưa đón, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Chị ấy có làm được những việc đó không hả bác?" Bà Thanh bĩu môi: "Mày định khoe cho sang mồm à? Bác không tin ư?" Minh mở tủ lấy ra cái sổ đỏ và chìa khóa xe ô tô và một số giấy tờ.
Đây là quà cháu mua cho Hoàng, 2 ngày nữa là sinh nhật Hoàng mà. Mày đừng hòng dụ dỗ được con trai tao, tao yêu cầu mày tránh xa con trai tao ra. Hoàng ở bên cháu vô cùng hạnh phúc, vậy nên bác hãy suy nghĩ lại và đồng ý cho cháu và Hoàng quen nhau ạ. Mà bác lấy cái chết ra để dọa Hoàng có đáng không? Chị ta là người dưng nước lã, cũng không sinh được con cho bác. Bác không cho bác được cái gì, hà cớ bác phải làm vậy? Bà Thanh hơi ngại khi nhìn thấy những thứ xa xỉ mà Minh mua cho Hoàng, cộng thêm những lời nói của Minh làm bà dao động. Tự dưng bà nghĩ, đúng là 2 ngày nữa là sinh nhật con trai mình, vậy mà mình lại quên mất, hình như mình cũng chưa cho nó được một cái gì. Hoàng đang đánh máy thì Hân bê nước cam vào. Anh uống đi cho mát, uống cái này tốt lắm, đỡ dịch bệnh. Hoàng lạnh lùng, để đấy, anh uống đi, để lâu không ngon đâu. Hân vừa nói vừa đưa vào miệng Hoàng. Hoàng vung tay, ly nước vỡ tan tành dưới sàn nhà. Hân nhìn ly nước cam ấm ức. Sao anh lại làm vậy? Có phải anh đang quen với người đàn ông khác rồi phải không? Chẳng phải em biết rồi sao? Em theo dõi tôi còn gì? Nghe giọng lạnh lùng của Hoàng, Hân tức không thể chịu nổi nữa. Tại sao vậy? Em làm gì có lỗi với anh mà anh cứ mang em ra làm trò đùa vậy? Hoàng thẳng thắn trả lời. Vì ở bên cô, tôi không có cảm xúc gì hết. Tôi không muốn gồng nữa, tôi mệt rồi. Hân ất ức gào lên. Vậy mà 3 tháng nay, anh vẫn ngủ với em bình thường mà. Em thấy anh cũng có cảm giác mà. Cảm giác cái con khỉ, mỗi lần ngủ với cô, tôi đều phải uống thuốc kích dục đó. Uống nhiều quá, bây giờ tôi cũng hỏng thật luôn rồi. Cô có thấy vui không? Hân choáng váng trước câu nói của chồng. Trong mắt anh, tôi tệ đến thế sao? Đúng vậy, nếu cô đồng ý thì chúng ta vẫn ở với nhau như thế này. Mỗi tuần tôi chỉ đi gặp Minh một lần thôi, còn tôi vẫn ở nhà với cô như một người chồng đúng nghĩa. Anh im đi, anh mà nói nữa tôi bẻ gãy răng anh đấy. Hoàng nhàn nhạt nói. Cô không đồng ý thì thôi, vậy chúng ta ly hôn đi. Sao trước tôi nói ly hôn thì anh lại níu kéo tôi hả? Anh lừa tôi gần 3 tháng rồi, anh lại đá tôi đi một cách không thương tiếc như vậy. Đồ khốn nạn. Cũng là do cô cả mà. Vì cô không muốn xa tôi nên cô cố tình níu kéo tôi mà. Chính anh là người quay về đây xin lỗi, năn nỉ tôi quay lại. Mà sao giờ anh lại cháo trở như thế này đây? Thế giờ tôi và cô chấm dứt, để cô không phải sống của một người chồng cháo trở như tôi nữa. Hân điên máu gào lên. Anh vừa nói cái gì hả? Anh có dám nói lại không hả? Hoàng thấy vợ cáu thì sợ cô giận quá mất khôn, vội chạy ra ngoài. Nhưng Hân như một con hổ đói, vồ lấy Hoàng đánh túi bụi. Hân đang đánh chồng tơi tả ở sân thì bà Thanh về thấy vậy, bà la lên. Con Hân, sao mày đánh thằng Hoàng ra nông nỗi này? Mày có bị gì không? Vâng, con đang bị điên đấy. Sau tất cả những gì con trai mẹ gây ra cho con thì con bị điên là phải mà. Có chuyện gì sao hai vợ chồng mày thành ra như vậy? Hân đem mọi chuyện kể cho bà Thanh nghe. Khác với lúc trước, lần này bà Thanh thay đổi 180 độ. Bà nói rõ từng câu từng chữ một. Ly hôn đi, rồi còn làm lại cuộc đời. Cô vẫn còn trẻ, còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ phía trước đấy. Đúng là mẹ nào con nấy, y chang như nhau cả. Hân bỏ tay khỏi người Hoàng, bà vội đỡ con trai dậy. Hoàng, có sao không con? Trời ơi, mặt mũi bầm dập hết cả rồi này. Mẹ con quỷ chứ không phải con người nữa. Ly hôn đi, tôi không thể chấp nhận được một đứa con dâu hỗn láo như cô. Cô cậy mình có võ nên cô ngang ngược phải không? Thế mẹ đã quên con trai mẹ đã đối xử với con như thế nào rồi hả mẹ? Con trai mẹ lừa dối con suốt hơn 2 năm trời đó mẹ. Bây giờ ai sẽ trả lại cho con những năm tháng thanh xuân đó hả mẹ? Hoàng không nói gì, còn bà Thanh hét to. Hơn 2 năm đó, thằng Hoàng quy ra tiền rồi trả lại cho cô là được chứ gì? Hân vừa cười vừa khóc. Mẹ nghĩ tiền có thể mua được những năm tháng đó sao? Không bao giờ mua được mẹ à? Bà lập tức trở mặt. Tiền không mua được sao? Vậy thì cô tự khỏi rời khỏi đây đi. Cái duyên của cô và thằng Hoàng tới đây là kết thúc rồi. Đừng ép buộc nó thêm một ngày nào nữa. Bấy lâu nay nó cố sống vì người khác, như thế là quá đủ rồi. Bây giờ tôi không cấm cản nó nữa. Nó muốn ở bên ai thì ở người đấy đi.
miễn là nó thấy hạnh phúc là được rồi. Hân bất lực và tuyệt vọng. Chính bà lúc trước còn lấy cái chết ra để kéo con trai về sống với con dâu. Chính bà vun vén cho gia đình nhỏ của Hân. Vậy mà giờ đây, bà vì những đồng tiền kia làm mở mắt, thẳng tay đuổi con dâu ra khỏi nhà để cho con trai bà qua lại với một người đàn ông giàu có. Hân hét lên. Sao các người lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Bà Thanh nhìn Hân rồi chẹp miệng. Ly hôn đi, cô đừng làm khổ con trai tôi thêm nữa. Hân sững sờ, cô thẫn thờ đi trên đường, nghĩ về những ngày tháng qua, những biến cố xảy đến. Cô cười cho thân mình một lòng vì chồng, vì gia đình chồng, cố gắng thay đổi bản thân để chồng yêu thương. Nhưng cô được cái gì? Tiền tài, danh phận, hạnh phúc, con cái. Tất cả cô đều không có được cái gì cả. Tim cô như có hàng vạn mũi dao đâm vào. Tuổi bao nhiêu thì cô cũng tức giận bấy nhiêu. Là cô lựa chọn Hoàng, là cô tha thứ cho lỗi lầm trước đây của hắn. Cũng là cô tự lừa mình rằng Hoàng vẫn còn cô, trong khi hắn đã chán ngắt với cô rồi. Hân miên man suy nghĩ, băng qua đường mà không biết một chiếc xe ô tô đang bóp còi. Một người đàn ông vội kéo cô lại, làm hai người ngã chồng treo bên đường. Chị làm sao vậy? Chị muốn chết à? Hân từ từ tỉnh táo lại. Chết? Chết à? Không, tôi không thể chết được. Thế sao chị lại qua đường trong khi đèn đỏ đang bật? Chị có nhìn không vậy? Nhà chị ở đâu? Tôi đưa chị về. Nhà? Nhà ư? Tôi không có nhà. Hân hét lên. Đăng thấy người phụ nữ này đầu óc không được bình thường, đành bất đắc dĩ đưa cô về quán bar của mình. Vì đợt dịch dã này nên quán rất vắng khách. Hân thấy mấy chai rượu trên kệ thì mắt sáng lên. Cô đi lại nhón chân lên lấy một chai rượu vàng rót uống. Phục vụ thấy vậy thì cười méo mó nói. Chị à, quán chúng tôi chưa mở cửa lại, mong chị thông cảm. Hân ngước lên ngất ngưởng nói. Cậu chê tôi không có tiền chứ gì? Chủ quán, gọi chủ quán ra đây, tôi trả trước tiền. Nhưng... Vừa lúc đó thì đang đi từ nhà vệ sinh ra, anh ra hiệu cho nhân viên. Cậu ta lập tức im lặng. Đang tiến lại ngồi gần cạnh cô, anh trêu. Chị giàu vậy sao? Hay sao chị lại muốn chết? Hân giận dữ. Tôi muốn chết hồi nào? Cậu đừng có ăn nói vớ vẩn. Hôm nay tôi bao cả cái quán này. Cậu viết số tài khoản đi, tôi bánh ngay cho cậu bây giờ luôn. Đang phì cười, còn Hân thì loay hoay lấy điện thoại bấm rồi đưa cho Đăng. Nhìn người phụ nữ trước mặt, Đăng vừa cười vừa lắc đầu, nhưng vẫn điền số tài khoản của mình vào điện thoại Hân. Cô chuyển cho anh 50 triệu luôn. Giao dịch xong, cô đưa màn hình điện thoại lên khoe với anh. Tôi chuyển tiền xong rồi, tối nay không chỉ bao quán này mà ngay cả cậu cũng là của tôi. Rượu ngà ngà say, Hân kéo Đăng lại giới thiệu. Chị tên Hân, tuổi 30, nhà chị ở gần đây. Còn em? Dạ em tên Đăng, 28 tuổi, nhà em cũng ở gần đây ạ. Úi, em còn trẻ thế, lần này chị hơi rồi. Hân liên tục uống hết chai này đến chai khác, mặc dù Đăng có khuyên nhưng cô vẫn không nghe và cứ uống liên tiếp. Tới lúc đi không vững nữa thì cô mới dừng lại. Chị say rồi, nhà chị ở đâu để em đưa chị về? Hân đứng khua chân múa tay, loạn hết cả lên. Đã nói rồi, tôi không có nhà, đây là nhà tôi. Cậu cũng không được về vì tôi mua cậu đến sáng mai rồi cơ mà. Cậu muốn đưa tôi về nhà để trốn tôi hả? Đừng có mà mơ. Tiền tôi cũng đã chuyển rồi, cậu ở yên bên cạnh tôi đi. Thấy Hân lải nhải nhiều quá mà hỏi địa chỉ nhà thì cô lại không nói, nên Đăng cáu. Vậy tôi đưa chị tới khách sạn gần đây để chị ngủ nhé, sáng mai tỉnh thì về nhà. Đàn bà con gái uống rượu trông chả ra làm sao cả. Nghe tới khách sạn là mắt Hân sáng lên. Đi khách sạn thôi. Đưa Hân tới khách sạn, Đăng bảo. Chị nằm xuống ngủ đi, lần sau uống ít thôi nhé. Tôi uống ít mà, đã say đâu mà cậu cứ nói mãi thế. Tôi không nói thừa đâu, lần sau đừng đi uống rượu một mình, nguy hiểm lắm. Không phải ai cũng tử tế như tôi đâu. Tôi biết rồi, nóng thế nhỉ. Thôi chị nghỉ đi nhé, tôi sang phòng bên cạnh, có gì chị gọi tôi. Hân liền túm lấy cổ Nam. Cậu đi đâu? Cậu định bỏ của chạy đánh người sao? Tôi đã mua cậu đến sáng mai cơ mà. Hay cậu tính lừa tôi để bùng tiền của tôi phải không?
Anh nhăn mày hỏi. Tôi không có trốn, tôi sang phòng bên cạnh ngủ. Chị ngủ đi, sáng mai tôi gọi chị dậy đi ăn sáng, xong tôi đưa chị về. Hân nhõng nhẽo. Không, tôi không muốn cậu đi đâu, cậu ở lại đây với tôi, cậu ở lại đây với tôi nha. Hân ôm một tay ôm lấy cổ, một tay cởi luôn quần áo của mình. Hai người một nam một nữ trong khách sạn, chuyện gì không nên xảy ra thì đã xảy ra mất rồi. 10 giờ sáng hôm sau, Hân mới tỉnh giấc, thấy mình không mặc gì, bên cạnh còn một chàng trai trẻ đẹp cũng không mảnh vải che thân. Cô hoảng hốt. Chuyện này, hôm qua cô đã làm cái trò gì đây? Đầu óc cô là một mớ hỗn độn. Đăng cũng mở mắt, anh ta nói. Chị dậy rồi à? Chị làm gì tôi, chị còn nhớ không? Hân cúi mặt. Có lẽ tôi đã làm chuyện quá đáng với cậu. Đêm qua có gì không phải, cậu bỏ quá cho tôi nhé. Tôi say quá, tôi không cố ý đâu. Đăng liền ghé sát mặt anh ta và mặt Hân, cười đầy dụ ý. Không sao đâu, tôi thích thế. Tôi thích những cô gái chủ động. Đêm qua chị tuyệt vời lắm. Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác tuyệt vời đó. Chị làm tôi thấy hứng thú và bắt đầu tò mò về chị rồi đấy. Anh ôm lấy Hân và hôn lên cổ. Chết rồi, chị làm tôi thích chị mất rồi. Phải làm sao đây? Không được đâu, tôi phải về đây. Chị nói chị không có nhà mà. Chị hại tôi xong định chuồn sao? Chị phải đền bù thiệt hại cho tôi. Hai người ôm nhau ngủ đến tận chiều mới dậy tắm, rồi Đăng đưa Hân đi ăn. Thấy cô cứ ngại ngại nên anh nắm tay Hân và nói: chị đừng ngại gì nữa nhé, tôi thích chị, tôi sẽ chịu trách nhiệm với chị, nên chị đừng ngại và giữ khoảng cách với tôi nữa. Nhưng mà tôi nhiều tuổi hơn cậu, lại có chồng rồi, còn cậu là trai chưa vợ, cậu không sợ mọi người nói sao? Tôi không sợ, chị hơn tôi có 2 tuổi nên không tính. Còn chuyện chị có chồng thì tôi sẽ chờ chị. Chẳng phải chị đi cả đêm cả ngày nay không về mà chồng chị cũng không gọi cho chị đó sao? Vậy chứng tỏ một điều là anh ta không coi trọng chị rồi. Nhưng mà... Đăng nắm chặt hai bàn tay Hân. Nhưng mà sao? Chị cứ nói ra, tôi nghe rồi tôi sẽ tính. Cậu chưa biết gì về tôi, sao cậu chắc chắn vậy? Anh bẹo má cô. Tôi đã tìm hiểu xong rồi. Hân tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cậu đã tìm hiểu về tôi rồi sao? Làm sao có thể nhanh như vậy chứ? Chị tên Lê Ngọc Hân, 30 tuổi, quê ở NB, làm y tá ở đây, vừa mở thêm một hiệu thuốc. Chồng tên Nguyễn Nhật Hoàng, 32 tuổi, ở gần đây, kết hôn gần 3 năm, chưa con cái gì. Thế nào, tôi nói có đúng không? Hân thốt lên. Trời ơi là trời, cậu làm gì mà điều tra nhanh như vậy hả? Tôi làm gì không quan trọng đâu. Quan trọng là bây giờ tôi sẽ quan tâm và chăm sóc chị, sẽ không để chị cô đơn một mình như chồng chị đã từng làm nữa. Chị hãy cho tôi một cơ hội được ở bên chị nhé. Hân khá bất ngờ trước thái độ của Đăng, nhưng cô sợ lắm. Cô bảo, chuyện đó để sau này tính được không? Vì bây giờ tôi chưa sẵn sàng, với lại tôi còn vướng chuyện chồng tôi bây giờ nữa. Vậy tôi sẽ chờ chị, bao lâu cũng được. Chị cần tôi giúp gì thì cứ nói, đừng ngại. Tôi không dám chắc được tương lai tôi sẽ như thế nào, nhưng hiện tại bây giờ chị là người đầu tiên khiến tôi rung động. Tôi không hứa sẽ cho chị những thứ cao sang, nhưng tôi có thể cho chị tất cả những gì tôi đang có. Tôi biết chị chưa tin tôi, nhưng thời gian sẽ chứng minh cho chị thấy những gì tôi nói là sự thật. Chị cứ yên tâm nhé. Hân không tin Đăng được. Cô đi từ thất bại nên hiểu rõ ngoài bản thân thì những lời người khác nói đều không thể hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa, người này cô mới quen được vài ngày, chỉ nhất thời hồ đồ nên mới có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng dù sao, chuyện đó cũng lỡ rồi, đành phải tạm gật đầu để tính cách khác. Hân về đến nhà thì thấy mẹ chồng đang ngồi uống trà ở phòng khách. Thấy cô, bà Thanh bĩu môi. Tôi tưởng cô đi luôn rồi chứ, giờ còn vác mặt về làm gì nữa? Thằng Hoàng phải nhập viện vì bị cô bạo hành đấy. Cô chuẩn bị ra hầu tòa đi là vừa. Giờ thì dọn đồ ra khỏi nhà tôi ngay và luôn hộ tôi. Hân cười nhếch mép. Được, tôi sẽ dọn đi khỏi đây. Đáng lẽ tôi phải dọn đi từ rất lâu rồi mới phải. Tôi ngu nên cứ bị hai mẹ con nhà bà sắt mũi. Bà yên tâm, từ bây giờ hai mẹ con nhà bà sẽ không bao giờ còn cơ hội lừa tôi nữa đâu. Mẹ chồng Hân cười nhạo.
Đã không giúp được gì cho chồng, lại còn đánh chồng nữa. Làm gì có người vợ nào tệ như cô. Mời cô ra khỏi nhà tôi ngay và luôn, cho gia đình tôi được bình yên. Hân mỉm cười. Rồi bà sẽ phải hối hận về những việc mình đã làm. Cả con trai bà nữa, anh ta sẽ phải trả giá đắt cho những gì mà anh ta đã gây ra cho tôi. Coi như 3 năm qua tôi làm từ thiện đi. Bà ta khoe. Thằng Minh nó cho con trai tôi nhà lầu xe hơi đó, còn cô thì nó được cái gì cho nó chưa? Bản thân mình không tốt thì đừng mong nó tử tế với cô. Đáng lẽ phải ly hôn từ lâu rồi, dây dưa mãi mệt người thêm. Thì ra là hắn ta mua chuộc mẹ con bằng vật chất. Một lũ tham tiền. Cô mất dạy quá rồi đấy, cút ra khỏi nhà tôi ngay. Hân dọn dẹp đồ đạc chuyển qua khách sạn. Đăng an ủi cô. Chị đừng buồn nữa, giờ chị hãy sống cho hiện tại và tương lai. Chuyện đã qua hãy quên nó đi, tôi sẽ chăm sóc cho chị. Sao cậu tốt với tôi vậy? Tôi cũng không biết nữa, phải chăng đó là tình yêu sét đánh? Đăng thu xếp một chút rồi đi làm, còn Hân một mình ngồi trầm tư trong phòng. Có tiếng gõ cửa, cô bước đến, một cô bé lễ tân hỏi. Chị là chị Lê Ngọc Hân phải không ạ? Ừ, là chị đây. Dạ, vâng, thế là đúng rồi ạ. Xin mời chị dùng bữa và chúc chị ngon miệng ạ. Em có nhầm không? Chị có gọi cái này đâu. Cô bé mỉm cười lễ phép. Chị là bà chủ tương lai của khách sạn này, chị cần gì cứ nói với chúng em. Hân ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì thì cô bé nói tiếp. Có lẽ ông chủ bận nên chưa kịp nói với chị. Anh Đăng là ông chủ khách sạn này, anh ấy có mấy chuỗi dịch vụ ở những thành phố khác nữa. Thôi, chị ăn đi kẻo nguội, em đi làm việc đây. Hân nhìn đống đồ ăn trên bàn mà mông lung quá. Đăng còn trẻ như vậy đã là ông chủ lớn, là một doanh nhân giàu sụ. Vậy mà không hiểu sao anh ta lại thích một người kém cỏi như cô. Cô lấy rượu tự rót uống một mình. Đăng về thấy Hân đang uống rượu, anh gọi. Chị ơi, tôi về rồi đây. Cậu mới về đó à? Ngồi xuống uống với tôi vài ly. Anh hào hứng ngồi xuống. Ok chị yêu, hôm nay chị muốn gì tôi sẽ chiều chị hết luôn. Hân nhạt nhạt nói. Cảm ơn cậu cho tôi ở nhờ. Đợi tôi làm thủ tục ly hôn xong, tôi sẽ về quê với mẹ tôi. Mấy bữa nay làm phiền cậu rồi. Chị làm sao vậy? Sai rồi nên nói sảng à? Chị hãy ở đây với tôi chờ chị. Tôi không xứng với cậu đâu. Cậu tốt với tôi vậy, cậu không sợ tôi lợi dụng cậu à? Nếu chị muốn tôi sẵn lòng thì tôi sẽ để chị lợi dụng. Tôi yêu chị mất rồi. Anh ta ghé sát vào mặt Hân. Cô bất động nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại. Cô nói. Cậu về đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Đăng đòi ở lại phòng nhưng Hân đuổi anh ra ngoài. Anh xịu mặt quay ra. Hân và Hoàng chính thức làm thủ tục ly hôn. Hai người chưa có con nên cũng dễ giải quyết. Tài sản là căn nhà thì cô cho Hoàng luôn. Đăng mua cho Hân một căn nhà mới, một chiếc ô tô siêu xịn để đi làm đỡ mệt. Với một y sĩ như cô thì việc này là không cần thiết, quá xa xỉ, nhưng Đăng nói người anh thương phải có những gì tốt nhất nên cô cũng chấp nhận. Chỉ cần Hân mở lời thì Đăng ngay lập tức đáp ứng. Vì thế cô nảy ra một suy nghĩ, biến Đăng thành công cụ trả thù. Về phần Hoàng, anh ta sống cũng khá sung sướng, có anh chồng giàu, anh ta sống như công tử. Bà Thanh suốt ngày lấy cớ lên giúp đỡ việc cơm nước cho Hoàng. Sau khi anh ly hôn nên sống cùng anh luôn. Mình ông Sáu ở nhà chăm bầy gà vần tược. Một hôm Hoàng đang ngủ trưa thì em họ gọi. Alo, anh Hoàng à, anh lên mạng chưa? Hoàng còn ngái ngủ, uể oải đáp lại. Chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia gấp gáp. Trời ơi, anh mau lên mạng mà xem kìa. Có người chụp hình anh và một người đàn ông đang ôm hôn rồi đi nhà nghỉ. Giờ người ta đang đồn ầm lên kia kìa. Cái gì? Hoàng tắt máy, vội lên mạng xem tin tức. Hình ảnh anh với Minh đang thân mật. Anh ta bất động không biết làm thế nào. Còn Minh dạo gần đây không hiểu sao làm ăn cứ bị lỗ vốn. Đang đau đầu vì việc làm ăn, lại thấy ảnh nóng của mình bị phát tán trên mạng thì gọi điện mắng. Cậu ăn gì mà ngu thế à? Sao lại đăng ảnh chúng ta lên mạng thế? Cậu muốn đến cả thế giới biết chuyện này à? Ngu ơi là ngu. Hoàng vội thanh minh.
Em đâu có làm vậy đâu anh, em thề đấy. Chắc là có người muốn hại chúng ta đây mà. Em, anh cho em chút thời gian, em sẽ cho anh câu trả lời thích đáng. Những ảnh đó chỉ có cậu mới có, không phải cậu thì còn ai vào đây nữa? Không lẽ mẹ cậu đang à? Cậu hủy hoại sự nghiệp của tôi rồi đấy, cậu có biết không? Lại còn bài viết về người vợ đáng thương của cậu nữa. Sao mà cậu khiến tôi lao đao thế chứ? Anh cho em chút thời gian để điều tra, anh phải tin em. Em không làm chuyện ngu xuẩn như vậy đâu. Tất cả là do lỗi của cậu. Chúng ta dừng lại đi. Tôi sẽ viết bài xin lỗi vợ cậu và mọi người. Cậu tránh xa tôi ra. Từ giờ chúng ta không còn liên quan tới nhau nữa. Tại sao anh phải làm vậy chứ? Vì tôi muốn khôi phục lại công việc của tôi. Cậu không hiểu hay là giả vờ không hiểu hả? Thế còn em thì sao? Không có cậu thì có người khác. Cậu là cái thứ hãm tải nhất mà tôi gặp đấy. Nói rồi mình tắt máy luôn. Mặc cho Hoàng nhắn tin hay gọi thế nào thì anh ta cũng không trả lời. Mình bán xe, bán nhà đã mua cho Hoàng, bán hai lô đất vượt lại công ty. Bà Thanh gào khóc nói với Hoàng: chết rồi Hoàng ơi, mẹ lỡ vay tiền thằng Vinh xã hội đen để mua đất rồi, không trả tiền lãi đúng hạn chắc nó giết mẹ mất. Sao mẹ quyết định vội vàng vậy? Sao mẹ không hỏi ý con đã? Mẹ làm vậy là đẩy con vào chỗ chết đó. Thì tại con nói chuyển cho mẹ 2 tỷ để tiêu mà. Giờ làm sao đây Hoàng? Chẳng lẽ chúng ta sắp đến ngày tận thế rồi sao? Hoàng mệt mỏi suy nghĩ một hồi, quyết định bán căn nhà lúc trước Hoàng và Hân ở. Rồi hai mẹ con đành về nhà cầu xin ông Sáu tha thứ. Ông Sáu biết chuyện thì ngã ngửa: trời ơi, tôi gần xuống lỗ rồi mà mẹ con bà còn không để tôi yên. Mẹ con bà muốn tôi tức chết phải không? Thằng Hoàng dại đã đành, còn bà hai lớp tóc rồi, sao lại không suy nghĩ như vậy hả? Tuổi này người ta con đàn cháu đống, ông bà cháu chắt quây quần bên nhau, sao cái nhà này toàn sóng gió vậy trời? Hoàng khóc lóc cầu xin: bố ơi, con xin lỗi bố, con hết chỗ thì đi rồi, bố cho con sống cùng với bố. Bố làm gì con làm nấy, bố mẹ ăn gì con ăn nấy, rau cháo con cũng chịu. Bà Thanh nức nghẹn ngào: tôi già rồi mà ngu, là tôi đáng chết, nhưng xin ông hãy nghĩ cho thằng Hoàng, nó còn trẻ, đời nó còn dài, xin ông cho nó làm lại cuộc đời. Không đời nào, mẹ con bà quấn xéo khỏi mắt tôi đi, đi đi, tôi không có thằng con này. Bà Thanh và Hoàng bị ông Sáu đuổi ra khỏi nhà. Hai người không có chỗ nào để đi nên lại lên thành phố làm thuê để trả nợ. Còn Hân khi biết mọi chuyện, cô lấy tiền đăng cho mua lại căn nhà lúc trước cô và Hoàng ở, rồi treo biển cho thuê nhà để mẹ con bà Thanh nhìn thấy. Hai mẹ con thấy vậy thì gọi điện làm hợp đồng thuê lại căn nhà đó. Vì vướng đồ đạc nhiều, dọn cũng rất mệt nên hai mẹ con Hoàng mừng lắm. Bà Thanh đi nhặt ve chai, giấy tờ để kiếm tiền, còn Hoàng cũng làm hồ sơ xin việc. Vì dịch mới tạm ổn, hàng quán công ty bắt đầu mở cửa, nhưng kiếm việc cũng khá vất vả. Oan gia ngõ hẹp thế nào, Hoàng lại xin đúng vào làm chạy bàn ở quán bar của Đăng. Vì tiền lãi nhiều, quán này trả lương cũng khá cao nên anh không ngần ngại ký hợp đồng dài hạn với quán bar. Đăng bận việc khôi phục lại kinh tế sản nghiệp sau dịch nên nhờ Hân trông coi giúp quán rượu. Hân suốt ngày ngồi trong phòng máy lạnh, không mấy đi ra ngoài. Một hôm cô đi ra ngoài xem náo nhiệt thì thấy Hoàng đang bê rượu. Cô nhếch mép tiến lại phía Hoàng, nhìn anh chằm chằm làm anh ta giật mình. Cô, sao cô lại ở đây? Hân cười nhạt. Tôi không được tới đây ư? Hoàng cúi mặt. À, tôi không có ý đó, đây là quán ba rượu mà, ai tới mà trả được. Xe của cô ở đâu để tôi dắt ra cho? Hân liền chỉ tay vào chiếc xe hơi bóng loáng ở cạnh đó. Đó là xe của tôi. Hoàng ngạc nhiên. Tôi tưởng đó là xe của bà chủ quán ba này mà. Không lẽ cô là bà chủ ba này ư? Hân bật cười khoái chí. Đúng, anh có ý kiến gì không? Hoàng cúi mặt không nói gì. Trong lòng anh có cái gì đó không sao diễn tả được. Còn Hân thì hả hê lắm. Ông chồng phản bội cô, rơi vào hoàn cảnh này. Giờ cô là bà chủ, anh ta là nhân viên quèn, cô có thể tùy ý sai bảo anh ta. Cô nói: tôi không nghĩ gặp lại anh trong hoàn cảnh này đâu, chồng cũ ạ. Trái đất đúng là tròn thật.
Thế anh nghĩ yêu anh của anh đâu rồi? Sao anh ấy lại để anh làm vất vả như thế này? Anh khiến tôi bất ngờ quá đấy. Hoàng đứng im cúi mặt xuống không nói gì cả. Thôi, tôi không làm phiền anh nữa, anh làm việc của mình đi. Hoàng nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định mở miệng nói. Hân này, sao vậy? Chúng ta nói chuyện một lát được không? Ừ được, anh nói đi. Tôi xin lỗi vì đã lừa dối cô suốt 2 năm qua. Tôi thật lòng xin lỗi cô nhiều, nhưng thời gian qua cô đã khiến tôi thân bại danh liệt rồi. Nói thật, tôi và Minh đã chia tay rồi, nhà tôi cũng bán, tôi không còn gì cả, tôi trắng tay. Đó là cái giá tôi phải trả, tôi chấp nhận tất cả. Tôi chỉ hy vọng từ nay về sau chúng ta không hận thù gì nhau nữa, có được không? Hân bật cười. Anh trả giá như vậy vẫn chưa đủ, tôi còn khiến anh á phải khổ sở hơn nhiều nữa cơ. Thế đâu có là gì đâu, anh hiểu ý tôi nói chứ? Hân à, tôi... Anh câm mồm đi, anh đừng gọi tên tôi kiểu thân mật như vậy, tôi nghe chối tai lắm. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Quá muộn rồi, anh nghĩ chỉ như vậy mà tôi đã tha thứ cho anh sao? Anh nhầm rồi đấy. Cô trả thù tôi, khiến tôi thân bại danh liệt như thế này mà cô vẫn chưa bằng lòng sao? Tôi bằng lòng sao được, anh còn phải khổ sở hơn thế này nữa. Anh cứ từ từ mà cảm nhận đi. Nói xong, Hân bỏ đi, Hoàng đứng ngẩn ra đó. Hân về nhà, lòng vui sướng lắm. Đằng thế vậy thì hỏi, có chuyện gì mà em vui thế? Hân đáp lại, mấy ngày đó đang trả giá cho việc họ đã gây ra cho em. Anh biết không, Hoàng lại xin đúng vào làm việc ở quán bar của mình. Hên thế chứ lại, để rồi em hành anh ta thế nào? Nghĩ thôi đã thấy khoái rồi. Đăng tò mò, thế sao? Tại anh bận nhiều việc quá nên không để ý những chuyện đó. Nhưng mà em làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ nhé. Dạ, em biết rồi ạ. Đăng ôm Hân nói, mình cưới em nhé. Hân ngạc nhiên, ơ, cưới á? Chẳng phải từ đầu chúng ta đã hứa hẹn là sang năm mới cưới cơ mà, sao giờ anh lại đổi ý muốn cưới vậy? Thì bây giờ em đã trả thù nhà chồng cũ xong rồi, mọi chuyện cũng đã qua hết rồi, thì mình cưới thôi. Với lại anh sợ để lâu nhỡ có ai cướp em đi thì sao? Hân véo véo mũi Đăng, anh nói linh tinh quá, ai thèm cướp em chứ? Ai bảo thế? Mỗi lần đi cùng em đi đâu á, anh để ý có rất nhiều người đàn ông nhìn em đấy. Họ còn khen em đẹp nữa, nên anh nghĩ mình cưới thôi, để lâu lại lắm chuyện, ai biết đâu mà tránh chứ. Hân khá bất ngờ nhưng cũng rất vui, cô nói, vâng, vâng, em không nói lại được anh nữa rồi, nên anh muốn thế nào cũng được, nhưng để tới cuối năm nghe nha, còn có mấy tháng nữa thôi mà. Đăng siết chặt Hân, em đồng ý rồi đấy nhá, cuối năm mình cưới đấy, đến lúc đó em đừng có lấy lý do này lý do nọ mà trốn tránh nghe chưa. Vâng, em biết rồi mà. À, em tiêu hết rất nhiều tiền của anh rồi. Em cứ tiêu thoải mái đi, tiền của anh là để bà xã anh tiêu mà. Hân siêng ra ngoài xem nhân viên làm việc hơn. Kể từ khi Hoàng đến, cô toàn bắt bẻ anh, rồi bảo anh làm việc này làm việc nọ, anh ta không có thời gian đi vệ sinh luôn. Việc nặng nhọc như bê hàng cô cũng kêu anh ta làm, rồi đứng nhìn cười đắc ý. Hoàng rất chịu khó làm việc, anh ta chưa bao giờ đi muộn hay về sớm một buổi nào cả, thái độ cũng rất tốt. Hân không tìm được lỗi sai dù nhỏ nhặt nhất để quát nạt anh ta. Cô nghĩ, không có lỗi thì tôi làm cho anh có lỗi, như thế mới vui. Nhìn anh an phận như này tôi khó chịu. Hân thấy Hoàng bê chai rượu đắt tiền cho khách thì bước lại đụng vào anh ta, chai rượu vỡ tan tành. Hân chửi ầm lên, trời ơi, anh làm gì mà lóng ngóng vậy, không thấy tôi hay sao? Hoàng rối rít, xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy cô, tôi xin lỗi cô. Bộ mắt anh để sau đầu à? Tôi sờ sờ ra đấy mà anh không thấy à? Anh không để tôi vào mắt đúng không? Hoàng sợ bị đuổi việc thì cuống cuồng lên, tôi xin lỗi cô, bỏ qua cho tôi lần này ạ. Lần sau tôi hứa sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa, tôi xin cô đấy. Được, tôi sẽ suy nghĩ lại, giờ anh phải đền tiền, chai rượu này 20 triệu thôi. Hoàng lo lắng, tôi xin cô, tôi mới đi làm còn chưa có lương, cô có thể nhẹ tay một chút được không? Nhẹ tay với anh ư? Ủa,
mà tại sao tôi phải nhẹ tay với một người dưng như anh nhỉ? Hoàng năn nỉ. Tôi xin hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn. Tôi xin cô đấy, cô tha cho tôi lần này được không? Hân thản nhiên. Nếu giờ anh chưa có tiền thì tôi cho anh nợ, sẽ trừ lương dần. Nhưng mà tôi còn phải tiền thuê nhà nữa. Hân quát. Đó là việc của anh, sao anh lại nói với tôi? Nhưng tôi... Hân không thèm nghe hết câu đã bỏ đi. Gặp quản lý, cô nói. Tháng này lương của Hoàng bao nhiêu? Dạ, 7 triệu thưa chị. Vậy trừ 5 triệu nhé. Trừ 4 tháng hết 20 triệu thì thôi. Cầm 2 triệu tiền lương, Hoàng lặng lẽ đi về nhà. Thấy mặt anh buồn hiu, bà Thanh hỏi. Có chuyện gì vậy con? Không có gì ạ. Có cơm trưa con đói quá. Có cơm rồi, mẹ đang ngồi chờ con về ăn đây. Rửa tay rồi ra ăn thôi con. Hoàng nghĩ đến chuyện anh bị trừ lương thì anh không chút nuốt trôi. Bà Thanh thấy vậy liền hỏi. Có chuyện gì phải không con? Nhìn con mẹ thấy không ổn chút nào cả. Con ổn mà mẹ. Thôi mình ăn thôi mẹ. Nay mẹ nấu nhiều món thế. Con thích ăn rau xào ấy mẹ ạ. Sau này mẹ không cần mua thịt cá cho con đâu. Con ăn sau được mà. Bà Thanh cười rồi bà chợt nhớ ra nên hỏi. Thế con lấy lương chưa? Hoàng ấp úng. Rồi ạ. Thế thì tốt quá. Lúc chiều người ta có lấy tiền nhà, nhưng mẹ hẹn chiều mai. Hoàng lấy ra 2 triệu đưa cho mẹ. Còn có 2 triệu thôi ạ. Bà giật mình. Sao có 2 triệu vậy con? Mẹ tính tháng này con làm được 20 ngày cũng tầm 7 triệu chứ. Hoàng nhỏ giọng nói. Con làm vỡ chai rượu của khách, bị trừ mất 5 triệu. Bà Thanh buông đũa gào lên. Trời ơi, con ơi là con, bị trừ mất 5 triệu thì bây giờ lấy đâu ra mà trả tiền nhà bây giờ? Sao con lại bất cẩn thế hả? Bà Thanh trách móc anh bất cẩn, vô dụng. Anh cũng chỉ biết làm thinh, không nói được gì. Ai bảo bà chủ của anh là Hân chứ? Đúng là đã nghèo còn gặp cái eo. Bà Thanh đến đưa áo khoác cho Hoàng thì anh đang đi ra ngoài mất. Bà đưa tạm cho anh bạn đồng nghiệp của Hoàng. Hai người đang nói vài chuyện vặt thì có người gọi. Anh Long ơi, chị Hân gọi kìa. Nghe cái tên Hân, bà Thanh giật nảy mình. Nhưng bà nghĩ sao có thể là cô được. Bà nói vu vơ. Bà chủ của cậu chắc là giàu lắm nhỉ? Long gật đầu. Vâng, chị Hân là vợ ông chủ, là bà chủ nhưng chúng cháu gọi chị cho thân mật. Chị ấy đẹp lắm. Hình chị ấy đi nhậu cùng bọn cháu đây bác. Long mở ảnh chụp cùng Hân cho bà Thanh xem. Bà vô cùng kinh ngạc khi người trong ảnh chính là con dâu cũ của bà. Bà hỏi đi hỏi lại nhưng Long vẫn câu trả lời đó. Trên đường về nhà bà nghĩ, nếu thằng Hoàng quay lại với cây Hân thì mọi chuyện được giải quyết rồi. Đợi Hoàng đi làm về, bà hỏi. Còn Hân vợ cũ của con bây giờ á, đang làm bà chủ ba chỗ con làm việc ư? Vâng. Trước nó là y sĩ, nghèo lắm mà, sao vất lên nhanh vậy? Hân không chỉ là bà chủ quán rượu đó đâu, mà cô ấy còn là bà chủ của mấy cái khách sạn lớn đó mẹ. Thôi mẹ ạ, chuyện riêng của người ta, mẹ bận tâm làm gì ạ? Bà sáng mắt lên. Hoàng này, mẹ có ý này, hay là con tìm cách quay lại với nó đi, biết đâu hai đứa vẫn còn tình cảm với nhau thì sao? Hoàng bật cười. Mẹ à, mẹ bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi mẹ ạ. Tại sao chứ? Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Nếu mẹ muốn tốt cho con thì mẹ đừng bao giờ tới tìm Hân nữa. Thứ nhất là chúng con không còn tình cảm. Thứ hai là ai cũng cần có chút lòng tự trọng, và con cũng vậy. Thứ ba là giờ Hân sắp lấy chồng rồi, hãy để cô ấy được bình yên mẹ nhé. Bà Thanh gắt lên. Cái thằng ngu này, không biết tính toán gì cả. Phải nghĩ xem những gì có lợi cho mình thì mình làm chứ. Tình cũ không rủ cũng tới mà. Mấy tháng trước nó còn năn lóc nỉ non, đòi đừng bỏ nó đây thôi. Có khi giờ con muốn quay lại với nó là nó đồng ý ngay đấy con ạ. Con van xin mẹ đấy, mẹ để con yên được không? Với hoàn cảnh của con bây giờ thì con không yên được đâu. Yên là chết đói luôn đấy, thằng ngu ạ. Thôi mẹ thôi đi. Mẹ thừa biết con là người đồng tính mà. Con không thể lừa dối Hân được nữa đâu. Mà cô ấy cũng sẽ không bao giờ tin lời con nói nữa. Nên mẹ bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. Bà Thanh đập vào đầu con trai mấy phát, rồi bà nghiến răng nói.
Mày tỉnh táo lại đi. Mày đồng tính hay không đồng tính, ta không quan tâm. Bây giờ ta chỉ quan tâm là tiền. Ở đâu mà đóng tiền nhà, rồi tiền ở đâu mà sống qua ngày mà thôi. Cái thằng điên khùng này, mày làm khổ cả nhà như thế này mà mày không nghĩ hả? Ngay ngày hôm sau, bà Thanh đã tìm tới tận nhà Hân với túi trái cây trên tay. Bà bấm chuông, Hân ngạc nhiên khi thấy bà. Bà đến tìm tôi ư? Lạ đời vậy. Vào nhà rồi nói chuyện nha con, mẹ có chuyện muốn nói. Không được, bà nói luôn ở đây đi, cho xong rồi về luôn. Nhà tôi không có chào đón bà, bà thông cảm cho tôi. Bà Thanh cứ đứng lì ở đó. Hân à, mẹ mua ít hoa quả, con cầm cho mẹ vui lòng đi. Bà về đi, tôi không cho bà vào nhà tôi đâu. Không có việc gì thì bà đừng tới đây tìm tôi nữa. Lâu không gặp, dạo này trông con trẻ ra đây Hân ạ. Tất nhiên rồi, ra khỏi nhà bà, cuộc đời tôi sung sướng hẳn mà. Bà mau về đi. Hân đóng cửa đi vào, bà Thanh treo túi quả trước cửa. Chiều cô đi ra ngoài thế vậy, thẳng tay ném vào sọt rác luôn. Hân nghe tin công ty MH của Minh đang dần khôi phục lại thì rất cay cú. Mặc dù hắn và Hoàng đã chấm dứt, nhưng cô thù sai, muốn hắn bị trừng phạt. Cô rút tiền của Đăng, tìm cách phá công ty Minh cho bỏ ghét. Ở giữa trung tâm thành phố, trong căn nhà cổ đắt đỏ, nơi mà bố mẹ Đăng đang sinh sống, bà Hiền ngồi nói chuyện với ông Hải, bố của Đăng. Em nghe thư ký Dương nói, thằng Đăng có bạn gái rồi đấy. Ông Hải ngạc nhiên hỏi. Thật sao? Đợt Tết nó nói vẫn chưa có mà. Thảo nào cả tháng nay nó chưa về thăm chúng ta. Vâng, cũng mới thôi anh. Mới yêu nhau có hơn 2 tháng mà cô con dâu tương lai đã tiêu hết 10 tỷ của thằng Đăng rồi đấy. Với cách tiêu như thế này thì mấy mà nhà mình phá sản. Ông Hải cau mày lại, nói bà Hiền. Em nghe ai nói vậy? Mới quen thì làm gì tiêu tới mức đó chứ? Em có nghe nhầm không đó? Thông tin từ thư ký Dương thì nhầm sao được ạ? Con gái mà đào mỏ bạn trai như vậy là không được rồi. Bảo nó đi xem mắt thì nó nhất định không đi. Quen ai không quen lại quen đứa đào mỏ, chán thật. Anh đừng suy nghĩ nhiều quá, để em tìm hiểu về cô gái đó giúp nha. Ừ, em tìm hiểu giúp anh nhé. Bà Hiền vốn chỉ là mẹ kế của Đăng, bà chỉ hơn Đăng có 5 tuổi. Vì tham tiền nên bà lấy ông Hải để sống sung sướng cả đời. Thế nhưng khi làm vợ ông Hải, bà lại không an phận mà suốt ngày tìm cách ve vãn con trai của chồng. Nhưng Đăng lại rất ghét điều đó. Vì không gạ gẫm được con trai chồng nên bà quay ra để ý và suốt ngày soi mói Đăng. Bà thường xuyên nói xấu anh với ông Hải, khiến tình cảm cha con thường xuyên lục đục. Cũng vì thế mà Đăng đã ra ngoài mua nhà và ở riêng ở bên ngoài. Bà hẹn thư ký Dương để tìm hiểu về Hân. Bà hỏi, dạo này công ty của Đăng tốt chứ? Dạ tốt thưa bà. Thế cô gái đó là người như thế nào? Cô ta làm ở lĩnh vực gì? Chị ấy tên Hân, 30 tuổi và hiện không làm ở lĩnh vực nào thưa cả. Bà Hiền cau mày. Nói vậy tức là cô ta không nghề nghiệp hả? Vâng ạ, trước chị ấy làm ở trạm xá, nhưng từ khi ly hôn chồng xong thì chị ấy không làm nữa, rồi chị ấy gặp sếp ạ. Trời đất ơi, không thể tin nổi luôn. Gia cảnh nhà cô ta thế nào? Dạ, gia cảnh nhà chị ấy rất bình thường. Bố mẹ chị ấy là công chức nhà nước ạ. Từ khi quen sếp Đăng, sếp mua nhà mua xe cho chị ấy. Giờ sếp còn giao cho chị ấy quản lý quán bar rượu lớn nữa. Giờ cuộc sống của chị Hân một bước lên mây rồi bà ạ. Bà nghiến răng. Đồ ngu. Dạ, bà vừa bảo gì ạ? Ý tôi là ông Hải sắp xếp cho Đăng đi xem mắt nhiều những đám tốt, môn đăng hộ đối mà nó không chịu. Giờ ông mà biết nó quen một cô gái như Hân á, chắc chắn ông ấy sẽ phản đối đó. Vâng, tôi cũng thấy chị Hân không xứng với sếp, nhưng giờ sếp ý yêu chị ấy lắm, không dứt nổi đâu ạ. Nó thì có cái gì tốt đâu. Gái nạ dòng, lại không nghề nghiệp, lại còn tiêu xài hoang phí. Tôi nói có đúng không? Dạ đúng, từ khi chị Hân quen sếp Nam, chi hàng chục tỷ rồi thưa bà. Được lắm, tôi sẽ kể hết cho ông Hải nghe. Ông ta sẽ phát bệnh vì bực mình đấy. Vâng, cảm ơn cậu nhé. Ánh mắt Dương nhìn bà Hiền đắm đuối. Tôi nhớ bà. Bà nháy mắt nói. Thế giờ cậu đi khách sạn cùng tôi được không? Dạ được, tôi xin phép nghỉ cả ngày hôm nay rồi mà. Sau khi vui vẻ với bà Hiền ở khách sạn về,
Dương nhanh chóng cung cấp đầy đủ thông tin về Hân cho bà Hiền. Bà Hiền ngay lập tức nói với ông Hải. Đấy là cô gái Hân, bạn gái của Đăng đấy ạ. Ừ, con bé làm gì? Cô gái này không có nghề nghiệp ổn định, nó đang sống dựa vào thằng Đăng. Anh ạ. Ông Thành suy nghĩ một hồi rồi nói. Thôi không sao, gia đình chúng ta đầy đủ rồi, nên cũng không cần yêu cầu về nghề nghiệp của con dâu đâu. Miễn sao nó biết chăm chồng chăm con là được rồi. Bà Hiền cau mày lại. Trước anh coi trọng việc môn đăng hộ đối lắm mà, sao giờ anh lại nói thế? Thằng Đăng nhà mình giỏi giang thành đạt như vậy, lại lấy một đứa không có gì, lại còn có tính đào mỏ bạn trai như thế. Chuyện đó thằng Đăng tự quyết định chứ em. Nhưng chúng ta là cha mẹ, chúng ta làm sao có thể đồng ý cho con mình lấy người không ra gì được chứ? Thằng Đăng nó tự biết phải làm sao mà. Nó đã quyết thì chúng ta không ngăn được nó đâu em ạ. Nhưng mà cô gái đó vừa mới ly hôn xong, tuy không có con cái gì nhưng cô ta lại là gái một đời chồng rồi. Anh thử nghĩ xem, thằng Đăng nhà mình vừa đẹp trai vừa tài giỏi mà lại lấy một gái một đời chồng, không nghề nghiệp mà tính cách lại hoang phí và đào mỏ bạn trai như thế, thì sao có thể chấp nhận được chứ? Cô gái đó sống thực dụng vậy sao? Thư ký Dương nói với em rằng tuy mới quen cô gái đó nhưng thằng Đăng nhà mình á tiêu hàng chục tỷ rồi đó anh ạ. Ông Hải thở dài thất vọng. Sao thằng Đăng lại quen một người như vậy nhỉ? Em nghĩ á, thằng Đăng bị lừa tình đó anh. Chứ bình thường sao lại quen một đứa như vậy được chứ? Em nghĩ rồi, nếu con trai mình mà lấy cô gái đó làm vợ, mọi người sẽ cười gia đình mình đó anh ạ. Bà Hiền cứ nói nhiều, rồi bà thêm bớt, khiến ông Hải càng bực mình thêm. Ông tính gặp mặt cô con dâu tương lai một lần rồi mới quyết định. Tối thứ bảy, Đăng đưa Hân về nhà ăn cơm. Bà Hiền thì luôn liếc mắt đưa tình với Đăng, nhưng anh chẳng để tâm. Mọi người im lặng ăn một bữa cơm gia đình. Ăn uống xong xuôi, ông Hải gọi Đăng vào phòng riêng. Có chuyện gì mà bố phải gọi con vào đây để nói chuyện riêng vậy? Con bé đó là người con sẽ lấy làm vợ sao? Vâng, đúng vậy ạ. Không thể được, bố không đồng ý. Tại sao ạ? Con bé và con khác nhau về mọi thứ, sao có thể lấy nhau được? Bố đã điều tra về cô ấy rồi sao? Ừ, chuyện đó là điều hiển nhiên mà. Con từ chối bao nhiêu đám xem mắt tốt để quen một người bình thường ấy, thì làm sao bố chịu được? Con thấy Hân không hề bình thường bố ạ. Với lại con lấy người con yêu, như bố cũng thấy đấy, con đã có mọi thứ rồi, nên con chỉ cần một người ở bên con, cùng con chia sẻ mọi thứ thôi. Không cần một cô gái giỏi giang, biết quá nhiều thứ đâu ạ. Nhưng con bé không hợp với con. Con thấy rất hợp bố ạ. Con quyết định lấy cô ấy rồi, nên bố đừng ngăn cản mất công nhá. Bố biết tính con rồi đấy. Bố nói không được là không được, nhưng con thấy được. Ở trong phòng, ông Hải và Đăng bắt đầu to tiếng với nhau. Vì cửa không đóng nên ở bên ngoài nghe thấy rất dễ dàng. Hân ngồi mà lỏng như lửa đốt. Bà Hiền bắt đầu mỉa mai. Cô nghe thấy gì không? Dạ, hình như anh Đăng và bác trai nói gì nhau ạ. Hình như cái gì? Hai bố con ông ấy đang cãi nhau đấy. Cô biết lý do vì sao không? Dạ cháu không biết ạ. Vì cô đấy. Sao lại cãi nhau vì cháu vậy ạ? Đơn giản thế mà cô cũng không nghĩ ra. Ông Hải không chấp nhận cô nên ông ấy và Đăng mới cãi nhau đấy. Dạ cháu hiểu rồi ạ. Do cháu không tốt, cháu xin lỗi ạ. Cô xin lỗi cũng không giải quyết được gì đâu. Tốt nhất là cô rời xa thằng Đăng đi. Hân ngập ngừng hỏi. Cháu có thể biết lý do tại sao hai bác không thích cháu được không ạ? Cô ngu ngốc hay giả vờ ngu ngốc vậy hả? Cô nhìn bản thân cô xem có điểm gì xứng đáng với thằng Đăng nhà tôi hay không? Đúng là đũa mốc lại đòi thích chòi mâm son. Cô đã nghe câu trèo càng cao thì té càng đau chưa? À vậy là hai bác chê cháu nghèo đúng không ạ? Cô không những nghèo mà cô còn nát nữa. Gái một đời chồng mà lại nghĩ mình là tiểu thư có nhà tử tế à? Sao bác lại ác cảm như vậy ạ? Không lẽ cứ gái một đời chồng thì không thể hạnh phúc sao? Cứ nghèo là không được hạnh phúc ạ? Cháu không hiểu tại sao những người giàu như bác lại có suy nghĩ nghèo nàn như vậy đấy ạ. Bà Hiền tức lồng lộn lên. Cô dám nói tôi như vậy sao? Cô dám nói mẹ chồng tương lai của mình như vậy sao hả? Cô mất dạy quá rồi đấy. Bác có coi cháu là con dâu của bác đâu mà bác nói thế. Ánh mắt bác nhìn cháu hiện rõ sự khinh bỉ như vậy mà bác lại nói thế được à? Bác là người đa nhân cách à?
Cô quá láo rồi. Thằng Đăng nó mù, nó mới yêu một người như cô. Nó mù thật rồi. Bác muốn người khác tử tế với mình thì bác cũng phải tử tế với người ta một chút chứ. Bác khinh thường người khác mà bác muốn người ta tôn trọng bác thì cháu thấy hơi ngược đời rồi đấy ạ. Bác tự soi gương lại mình đi ạ. Buổi ra mắt nhà chồng của Hân thật tồi tệ. Bố con mẹ con cãi nhau, thật đáng buồn. Hân tủi thân nên xin phép về trước, đang vội đuổi theo. Hân, em chờ anh đã, để anh nói chuyện với bố xong đã. Anh tránh xa em ra, em không nhìn thấy cái mặt anh nữa đâu. Từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa, em mệt mỏi lắm rồi. Đang thấy Hân nói câu lạnh lùng như vậy, anh ngạc nhiên hỏi. Hân, em bình tĩnh đã, anh sẽ giải quyết mọi chuyện mà. Chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi, còn những chuyện khác anh sẽ lo liệu được hết. Bố mẹ anh sẽ không thích em thì cũng không sao cả. Anh lấy em ở với anh, chứ em ở với bố mẹ anh đâu mà em phải lo chứ. Nhưng bố mẹ anh ghét em và em không thích điều đó. Em cứ kệ đi, anh có nhà riêng, có sự nghiệp riêng mà. Anh và em sống cùng nhau có liên quan gì tới bố mẹ anh đâu. Nên em hãy bình tĩnh nghe anh nói nhé. Hân lạnh lùng dứt khoát nói. Em không cần anh nữa, em chán anh rồi. Anh mau tránh xa em ra đi, phiền phức thật sự. Hân ạ, em đang nói hồ đồ rồi đấy. Cái gì cơ, anh dám nói em thế hả? Hân à. Hân ra bắt taxi về. Bà Hiền thấy Đăng cãi nhau với Hân thì vui lắm, bà đổ thêm dầu vào lửa. Cô ta nghĩ cô ta là ai mà tự cao tự đại như vậy chứ? Vịt mà cứ tưởng mình là thiên nga, muốn giật tài sản nhà này à? Chưa đủ tuổi đâu con. Ông Hải đang giận Đăng, nghe thấy vậy càng tức hơn. Ông nói, con dẹp ngay con bé kia đi, để mẹ con tìm mối khác. Đời này không thiếu phụ nữ. Đăng bình tĩnh nói, không cần đâu, để bà ta làm mối thì chắc cô gái đó cũng lẳng lơ giống bà ta, thì lại chán chết. Mặc dù bị Đăng nói thẳng vào mặt như vậy, những câu rất là khó nghe, nhưng bà Hiền vẫn muốn giữ anh ở lại. Bà vẫn đon đả mời chào. Hôm nay con ở lại đây một hôm nhé. Lâu rồi con không ngủ lại nhà mình rồi. Để mẹ lên phòng dọn phòng cho con nhé. Đăng định đi về nhà, nhưng thấy bà Hiền lẳng lơ mời gọi như vậy, anh lại nảy ra một ý rất hay, nên anh gật đầu. Thế cũng được, tôi cũng muốn ở lại nói chuyện với bố tôi nữa. Phiền mẹ dọn phòng giúp tôi nhé. Được được, mẹ dọn luôn đây. Con và bố cứ ngồi nói chuyện với nhau đi nhé. Đăng và ông Hải nghiêm túc nói chuyện với nhau. Ông không muốn con trai qua lại với Hân, nhưng tính anh đã quyết, anh còn nói thêm. Bố quản vợ mình cho tốt, khéo lại mọc mấy cái sừng trên đầu rồi đấy. Bố không biết đâu, bà ta còn ve vãn con đấy. Ông Hải xua tay. Không đời nào, Hiền rất thương bố. Có mà bà ta thương tiền của bố đấy. Bố không tin thì tối nay cứ để ý đi. Kiểu gì bà ta chẳng mò sang ve vãn con. Thế nhá, con về phòng đây. Đang đi vào phòng, thấy bà Hiền đang ôm gối của mình mà ánh mắt đầy khao khát. Bà chưa dọn xong sao? À, Hiền dọn xong rồi, đang nghỉ ngơi đi. Được rồi, cảm ơn. Đang cởi áo khoe cơ thể săn chắc của mình trước mặt bà Hiền, khiến bà nóng bừng bừng toàn thân. Bà muốn nổ tung mắt ra rồi, mắt bà cứ dán chặt vào cơ thể anh. Bà không đi về phòng đi, còn đứng đó làm gì nữa? Hiền về đây. Khao khát xác thịt của bà với Đăng đã lên đến đỉnh điểm, bà nảy ra suy nghĩ. Đợi ông Hải ngủ say, bà ta sẽ sang phòng Đăng, rồi... 2 giờ đêm, khi ông Hải đang thiêu thiêu ngủ, thì bà Hiền gọi. Mình ơi, mình ơi! Ông Hải nghe tiếng bà Hiền gọi, nhưng ông lại giả vờ ngủ say, rồi ông không trả lời. Bà ta gọi thêm mấy câu nữa, không thấy chồng trả lời, bà liền ngồi dậy. Lão già ngủ say rồi. Sau đó, bà đứng dậy và đi ra ngoài, ông Hải liền mở mắt ra. Chẳng lẽ chuyện thằng Đăng nói là thật sao? Ông âm thầm đi theo bà vào phòng Đăng. Vì anh mãi không liên lạc được với Hân nên chẳng chọc mãi không ngủ được. Thấy bà Hiền đi vào, anh hỏi. Nửa đêm bà mò sang phòng tôi làm gì hả? Đăng à, Hiền thích Đăng, Hiền muốn ngủ với Đăng. Bà muốn ngủ với tôi, bà không sợ bố tôi biết à? Ông ấy ngủ say rồi, ông ấy không biết được đâu. Đăng liền bật điện lên và nói to. Bố vào đi, đừng thập thò ngoài đấy làm gì nữa. Bà Hiền sốc khi thấy ông Hải lù lù đi vào, mặt ông hầm hầm tức giận. Bà bị vấn đề gì hả?
Nó là con trai tôi đấy, sao bà có thể làm những việc trái với đạo đức thế hả? Bà ta vội nắm tay ông Hải giải thích. Mình à, mọi chuyện không phải như mình nghĩ đâu à. Em chỉ sang đây xem con có bị muỗi đốt không thôi, chứ em hoàn toàn không có ý gì khác đâu ạ. Bà thôi đi, bà gợ gẫm nó rõ ràng như vậy mà bà còn văn vở nữa sao? Tôi thật sự thất vọng về bà. Mình à, mình nghe em nói đã, mọi chuyện không phải như mình nghĩ đâu. Thôi đi, bà đừng hòng lừa gạt tôi nữa. Đăng lấy áo mặc vào và đi ra khỏi nhà để cho ông Hải và bà Hiền tự giải quyết mọi chuyện. Còn Hân thì đi qua nhà Hoài bạn ở. Cô mệt mỏi lắm, ăn uống không ngon miệng nên ăn không đúng bữa, lại nôn mửa. Hoài thấy vậy hỏi, mày có thai à? Hân chép miệng, mày nói tà lao gì vậy, bệnh dạ dày tái phát thôi. Tao thấy mày xanh lắm, khéo quá mà không biết cũng nên. Không có chuyện đó đâu. Ừ, hay tao với mày đi ăn đồ nướng đi, lâu rồi chưa nhậu. Ừ, được đấy, tao thèm vị bia quá. Hân thay đồ định cùng Hoài đi chén bữa no nê thì lảo đảo ngã ra rồi ngất đi. Hoài thấy vậy thì hốt hoảng, Hân, Hân, mày làm sao thế này? Hoài đưa Hân đến bệnh viện, đo huyết áp, lấy máu xét nghiệm xong, sau 2 tiếng thì cô tỉnh lại. Hoài nhăn chán, tao đã bảo mày có thai rồi mà mày không tin, thấy mày xanh xao nôn mửa là tao đoán chắc 6-7 phần rồi. Hân ngạc nhiên, mày nói tao có thai sao? Sao tao không biết gì hết? Hai, tao đến chịu nổi mày, mày có thai khoảng 4 tuần rồi đấy, mày nói với bạn trai mày đi. Tao mới chia tay bạn trai tối qua rồi. Úi, giờ thế nào? Giờ mày tính sao? Hay là tao đưa mày đi phá nhá? Điên à, mãi giờ tao mới mang thai được, sao tao có thể phá thai chứ? Tao sẽ tự nuôi con một mình. Mày điên à, mẹ mày sẽ đánh mày chết đấy. Hay mày thử liên lạc với Đăng đi, rồi biết đâu hai người sẽ quay lại với nhau và sống hạnh phúc bên nhau thì sao? Không, tao không liên lạc đâu, tao tự lo được, mày cứ yên tâm nhá. Hân bảo Hoài xin cho làm ở trung tâm thương mại, Đăng thì vẫn kiếm cô ngày này qua ngày khác. Hoài thấy Vân cực như vậy thì chủ động liên lạc với Đăng. Đăng à, Hân có thai rồi, tôi khuyên thế nào cũng không nghe, cứ một mực đòi nuôi con một mình. Giờ nó làm ở trung tâm thương mại HG, cậu có rảnh thì qua đó lôi nó về nhá. Đăng bàng hoàng, chị nói Hân có thai rồi ư? Cô ấy khỏe chứ? Không khỏe lắm, cậu tự tìm nó hỏi cho rõ đi. Vâng, em cảm ơn chị. Đăng lập tức chạy đi tìm Hân, thấy cô đang mệt mỏi ngồi trên ghế đầu, anh ôm chầm lấy cô. Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, em trốn anh làm gì chứ, làm anh tìm em hết cả hơi rồi đấy. Anh tìm tôi làm gì, tôi không muốn gặp anh cút đi, anh cứ lằng nhằng tôi đấm vỡ mặt đấy. Em có thai rồi, mệt mỏi thế mà vẫn chỉ khỏe nhỉ? Hân thầm nghĩ, sao anh ấy biết mình có thai nhỉ, con Hoài này đúng là bán đứng bạn bè mà. Hân nói, tôi không có thai nhá, tôi chỉ giả vờ có thai thôi, tôi đâu có ngu mà tôi lại để có thai với một người như anh chứ. Được, vậy bây giờ anh đưa em đi khám là rõ nhất. Anh bị điên à, tôi đang trong giờ làm việc mà, đây là nơi làm việc của tôi chứ không phải cái chợ nhá, anh lấy tư cách gì mà đưa tôi đi chứ? Anh lấy tư cách là ông chủ của trung tâm này có được không? Hả, cái gì cơ? Anh quản lý của trung tâm thương mại đi lại và cúi đầu chào. Ông chủ tới lâu chưa ạ? Tôi cũng vừa tới, giờ tôi đưa vợ tôi đi được chứ? Anh quản lý còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Đăng bế Hân đi thẳng. Cô vỗ vào đầu anh mấy phát. Bỏ tôi xuống, sao anh tự ý bế tôi thế hả? Bỏ tôi xuống mau lên. Đăng vừa bế Hân đi vừa nói giọng tỉnh bơ, vợ ngoan đi, không mọi người cười vợ chồng mình bây giờ. Bỏ tôi xuống mau lên, ai thèm làm vợ chồng với anh chứ? Em sắp làm mẹ trẻ con rồi đấy vợ ạ, em làm ơn bớt trẻ con hộ chồng với. Bỏ tôi xuống, mau lên. Đăng bế Hân ra tận xe ô tô, khiến tất cả mọi người ở trung tâm nhìn theo. Cô ngại quá gắt lên, sao anh cố chấp thế nhỏ, tôi nói được không mang thai rồi mà. Anh không tin thì mặc kệ anh đấy, tôi vào làm việc tiếp đây. Em có vào thì họ cũng không để em làm việc đâu, nên em đi cùng anh đi. Tại sao chứ? Vì ai dám để bà chủ của mình đứng làm việc như vậy bao giờ, bọn họ đâu muốn bị anh đổi việc đâu. Trời ơi, đúng là tôi đang mang thai đấy, nhưng đứa bé không phải con của anh. Mặt Đăng sầm lại, anh cau mày nhìn Hân. Em vừa nói gì, em nói lại một lần nữa xem. Tôi nói đứa bé trong bụng tôi không phải là con của anh đâu. Vậy là của ai?
Đương nhiên là của Hoàng, chồng cũ của tôi rồi. Anh nắm chặt bàn tay lại, vẻ mặt tức giận ấy khiến cô run sợ. Cô được lắm, cô lừa gạt tình cảm của tôi ư? Hóa ra bấy lâu nay cô vẫn còn tình cảm với anh ta, vậy mà tôi lại tưởng cô yêu tôi cơ đấy. Đúng là điên thật mà. Hân lạnh lùng nói. Tôi xin lỗi. Cô đi đi. Hân bước lang thang trên đường sau khi nói ra những lời cay đắng làm tổn thương Đăng. Cô thấy mình thật tàn nhẫn. Hân về nhà với bộ dạng mệt mỏi. Hoài ơi, tao đói. Ơ, sao mày về giờ này? Anh Đăng của mày đâu? Tao đuổi đi rồi. Mày bị điên rồi à? Anh ấy tốt như vậy, anh ấy yêu mày như vậy, mà mày nghĩ gì trong đầu vậy hả? Anh ấy tốt thật, nhưng tao không thể. Mày biết mà, tao không xứng đôi với anh ấy. Bố mẹ anh ấy không thích tao, nên tao mới vậy đó. Thực ra tao yêu anh ấy thật mà. Chia tay anh ấy, tao cũng đau khổ lắm, mày biết không? Trời ơi, tao hiểu, nhưng mà mày phải tin vào anh ấy chứ. Tao tin là anh ấy sẽ bảo vệ được mày mà. Sao mày không cho anh ấy cơ hội đó chứ? Thôi mày đừng nói gì nữa, tao đói rồi, mày đưa tao đi ăn đi. Ừ, được rồi, đi ăn thôi. Đang trở về nhà, anh nằm dài trên ghế sofa, suy nghĩ một hồi, anh lấy điện thoại gọi cho Hoài. Tôi nghe đây. Hân sao rồi? Cô ấy vẫn ổn chứ? Nó vẫn ổn, tôi đang đưa nó đi ăn đây. Phiền chị giúp tôi chăm sóc cô ấy nhé. Được rồi, cậu cứ yên tâm đi. Cảm ơn chị. Đang nghĩ đến những lời hôm nay Hân nói, anh bỗng nhớ ra Hoàng đang làm ở quán bar của mình. Anh bật dậy với đôi mắt sắc lạnh. Hoàng đang làm việc thì quản lý quán bar mang tiền lương ra cho anh và nói. Anh Hoàng, lại đây em bảo. Có chuyện gì vậy em? Tạm thời anh nghỉ việc nhé. Khi nào ba cần người thì tôi gọi anh. Đây là tiền lương của anh tháng này. Hoàng ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại bị đuổi việc nữa. Anh cuống lên hỏi quản lý. Anh có thể cho biết lý do anh bị đuổi việc là gì không? Anh đã làm gì sai sao? Dạ anh không sai, chỉ là... Tiếng đang ở phía sau vang lên. Cứ nói thẳng là tôi đuổi việc anh ta đi, không cần phải vòng vo đâu. Hoàng quay lại nhìn Đăng rồi ngập ngừng hỏi. Có phải vì tôi lừa dối Hân nên anh ghét tôi đúng không? Chuyện đã qua rồi, giờ tôi và Hân đã ly hôn rồi. Sao anh không cho qua mọi chuyện đi chứ? Tôi có chuyện muốn hỏi anh, đi theo tôi. Hoàng đi theo Đăng lên ban công, hai người đứng nói chuyện thẳng thắn với nhau. Hoàng mở lời trước. Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi. Hân có thai rồi, cô ấy nói cô ấy có thai với anh đấy. Anh biết chuyện đó chứ? Hoàng vô cùng ngạc nhiên, sau đó anh bật cười và nói. Đứa bé chắc chắn phải con tôi, cô ấy lừa anh đấy. Hân nói đứa bé là của anh. Vớ vẩn thật, tôi không thể có con được, tôi chắc chắn. Lý do vì sao? Vì 3 năm trước tôi đã đi viện triệt sản rồi, nên tôi không thể có con, anh hiểu ý tôi chứ? Anh nói thật sao? Tại sao anh lại triệt sản vậy? Vì lúc đó tôi đang quen một người đàn ông khác, cậu ấy không muốn tôi có con với Hân nên bắt tôi đi viện triệt sản. Và đó cũng là lý do Hân không thể mang thai. Giờ tự dưng anh nói Hân mang thai, tôi hơi bị sốc đấy. Hoàng với Đăng nói chuyện với nhau một hồi lâu, mọi khúc mắc nghi ngờ đã được hóa giải. Đăng biết chắc đứa bé trong bụng Hân là con của anh rồi. Anh thở phào nhẹ nhõm cả người. Hoàng thấy Đăng vui vẻ như vậy, anh liền nói. Mọi hiểu lầm đã được hóa giải rồi, vậy tôi không bị đuổi việc nữa có đúng không ông chủ? Đăng chép miệng nói. Anh vẫn bị sa thải, tới khi nào Hân tìm tôi và không xa lánh tôi nữa thì anh mới được yên ổn. Nếu cô ấy vẫn cố chấp không liên lạc với tôi thì tôi còn đẩy đọa anh nhiều nữa. Ơ kìa, chuyện anh và Hân cãi nhau và chia tay thì liên quan gì tới tôi chứ? Tôi làm việc rất nghiêm túc, anh lại đuổi việc tôi. Tôi thật sự bị oan ức mà, anh làm vậy là không công bằng với tôi đó. Đang nói mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Hân nói cô ấy mang thai với anh. Chính câu nói đó của cô ấy khiến tôi tổn thương, nên tôi quyết định sẽ đẩy đọa anh. Anh muốn được bình yên làm việc thì tự biết phải làm gì đấy. Thế tôi phải làm gì bây giờ? Anh nói đi, tôi sẽ làm. Anh chính là khởi nguồn của mọi rắc rối, nên anh tự đi mà nghĩ. Thế nhé, tôi sẽ chờ tin tốt từ anh. Nói xong, Đăng bình thản trở về nhà. Anh vui lắm, chẳng bao lâu nữa Hân sẽ quay về bên anh thôi. Chỉ khổ thân Hoàng, tự dưng đang yên đang lành thì bị đẩy đọa. Hoàng tìm mọi ngóc ngách, nhớ lại đám bạn bè, đồng nghiệp của Hân,
cuối cùng cũng tìm được đến nhà Hoài. Hân không chịu gặp anh, nhưng anh cứ đứng lì trước cổng. Đúng là đẹp trai không bằng trai mặt. Hân đành nói: Hoài, mày ra mở cửa cho Hoàng đi. Nhìn lão người đó từ sáng tới giờ, tao thấy không ổn chút nào. Ờ, cứ nói chuyện thẳng thắn với nhau, chứ trốn tránh không phải là cách hay đâu. Ừ, tao biết rồi. Vừa nhìn thấy Hân, Hoàng đã gắt ầm lên: Cô vừa phải thôi chứ, cô đẩy đọa tôi như thế, tôi chưa đủ khổ hay sao mà cô còn để đăng đẩy đọa tôi tiếp như vậy hả? Cô ác vừa thôi chứ. Anh nói gì vậy? Không lẽ anh đang làm gì anh sao? Anh ta đuổi việc tôi rồi. Anh ta nói còn đầy đọa, khiến tôi khổ sở hơn nhiều nữa đấy. Tất cả là tại cô. Ơ hay, sao lại tại tôi? Anh ta nói vì cô nói cô mang thai với tôi nên anh ta mới tức giận và đầy đọa tôi đấy. Mà cô có thai với anh ta, sao cô không nói thật ra? Tự dưng cô lại lôi tôi vào cuộc, khiến cuộc đời tôi đen tối vậy hả? À ừ, thì tại tôi bí quá, không còn ai khác nên tôi mới lôi anh vào. Tôi đâu có ngờ là anh Đăng lại gây khó dễ cho anh vậy chứ. Tôi xin lỗi. Cô xin lỗi tôi cũng không thể giải quyết được việc gì đâu. Cô liên lạc lại với Đăng đi. Nếu không tôi ra đường, anh ta cho tôi bốc hơi, không giấu vết luôn đấy. Cô làm ơn, để tôi yên ổn làm ăn được không? Cuộc đời tôi chưa đủ khổ à? Tôi biết rồi, anh đừng có càu nhàu nữa. Tôi sẽ gọi cho anh ta được chưa? Cô gọi luôn đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa nữa. Tôi biết rồi. Hân lấy điện thoại ra gọi cho Đăng. Đăng thấy cô gọi thì bật cười, nhưng anh không nghe máy. Hân gọi mấy cuộc mà Đăng vẫn không trả lời. Hoàng thấy vậy, nặng nặc kéo cô đi nói chuyện với Đăng. Đăng nghe tiếng chuông, anh mở cửa. Em tới tìm anh có việc gì sao? Hân nhẹ nhàng nói. Anh có thể để anh Hoàng tiếp tục làm việc được không? Em đang lo lắng cho tình cũ của em đấy à? Không phải vậy, tại chuyện này anh ấy bị oan. Tại em lôi anh ấy vào cuộc thôi, chứ anh ấy không có lỗi gì cả. Anh cho anh ấy cơ hội tiếp tục làm việc nhé. Anh không thích, những ai liên quan tới em là anh không thích. Anh à, anh đừng có như vậy nữa mà, em xin anh đấy. Đăng bật cười, Hoàng đẩy Hân vào lòng Đăng. Hai người ôm nhau sau bao ngày xa cách, còn Hoàng thì quay về quán bar tiếp tục làm việc. Sau tất cả mọi chuyện, Hân và Đăng cũng làm đám cưới. Ông Hải lúc đầu còn phản đối, nhưng biết tin Hân mang thai cháu ông thì ông mừng lắm, còn đặt bao nhiêu đồ chơi cho cháu nội. Còn bà Hiền thì bị đuổi ra khỏi nhà, Hoàng cũng tiếp tục công việc của mình. Hân xóa bỏ thù hằn cũ, xem anh như một nhân viên bình thường, chăm lo dưỡng thai để sớm ngày sinh con. Cuộc sống của cô thế là viên mãn. Các bạn khán thính giả thân mến, câu chuyện đến đây đã kết thúc rồi. Mỗi người đều có những mong cầu và hạnh phúc riêng. Tình yêu và hôn nhân là không thể ép buộc và lừa dối. Chỉ khi được ở bên cạnh người mình yêu, được sống là chính mình, thì hôn nhân mới hạnh phúc và bền lâu được. Xin chúc mừng Đăng và Hân đã đến được với nhau. Còn với Hoàng, một người vừa đáng trách vừa đáng thương, anh ấy cũng chỉ muốn sống đúng với tình cảm của mình. Nhưng anh lại sai khi thỏa hiệp với bố mẹ để lấy vợ làm bình phong, ảnh hưởng tới cả cuộc đời người phụ nữ đó. Chỉ mong rằng mỗi chúng ta luôn mạnh mẽ, đối diện với chính mình, đưa ra được những lựa chọn đúng đắn. Chúc mọi người luôn yêu và được yêu. Cảm ơn các bạn đã cùng Thu Hà lắng nghe câu chuyện. Các bạn đừng quên đồng hành cùng kênh chuyện bằng cách nhấn đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện sau.